Chào mừng bạn đến với kênh Lão Trịnh. Các bạn đừng quên để lại bình luận dưới video, like và subscribe kênh để mình có động lực làm thêm những bộ truyện hay hơn nhé. Tiếc thay, không kịp nữa rồi. Giang Vãn Vãn đã chạy đến bên cạnh Giang Diễm, quan tâm hỏi. Diễm à, Diễm à, là em phải không? Còn Giang Thành Vũ đi sau chậm hơn hai bước, Giang Tư Niên thì cách họ đến 5-6 mét. Lý do là cả hai người họ đều không dám tin cậu bé bị đánh đến mức không ra hình người, toàn thân là máu này lại là em trai mình em trai giang thành vũ do dự bước đến vẻ mặt muốn đỡ mà không dám đỡ khiến giang vãn vãn tức đến nỗi trong lòng như bị thương nghĩ thầm tên giang thành vũ chớt tiệt này cứ thế mà không đỡ người ta lên thì làm sao cho anh cả xác nhận đây là giang diễm chẳng lẽ còn phải nhờ tôi sao nhưng khi cô ta thấy cậu bé toàn thân là máu và đất bẩn thì lập tức từ bỏ ý định đỡ cậu ta chọn cách lật người cậu ta lại để lộ mặt ra a à, thật sự là diễm thật sự là diễm sau khi lật người cậu ta lại giang vãn vãn phát hiện khuôn mặt cậu ta cũng bị máu che khuất cảm giác ghê tởm và khó chịu tăng vọt nhưng vẫn nhíu mày dùng tay áo lau sạch vết máu những hành động liên tiếp đó khiến giang diễm gần như hôn mê lại tỉnh táo lại một chút dù động tác của cô ta không hề nhẹ nhàng thậm chí còn thô bạo nhưng so với giang diễm toàn thân là vết thương đau đến tê liệt thì lại không hề có cảm giác gì ngược lại còn bị đôi mày nhíu chặt lo lắng cho mình của cô ta làm cho cảm động đến rơi nước mắt chị gái đến cứu anh ta rồi cuối cùng cũng có người đến cứu anh ta rồi. Chị, Giang Diễm dùng hết sức lực để gọi một tiếng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Khi Giang vãn vãn nghe thấy câu này, biểu cảm lập tức thay đổi từ ghê tởm sang sung sướng tột cùng. Đôi mày nhớn lên lại bị Giang Diễm cho là cô ta vui mừng vì mình vẫn còn nói được. Lập tức lại gọi thêm hai tiếng, vãn vãn, chị. Nhưng chính vì sự kích động này và việc đã dùng hết sức lực, dây tiếp theo cậu ta liền nhắm mắt lại, ngất đi. Cũng lúc đó, Giang Vãn Vãn lập tức buông cậu ta ra và chạy về phía Giang Tư Niên. Anh cả, anh cả em trai em sao vậy? Em ấy sao vậy? Chị gái lại thực sự độc ác như vậy mà thuê người đánh chớt diễm. Đây là em trai ruột của cô ta mà. Cô ta thường xuyên chơi với những người không ra gì thì thôi. Sao, sao lại để những người đó đánh diễm được chứ? Trong mắt Giang Tư Niên lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ngay cả Giang Vãn Vãn gần như ngất xỉu cũng bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ của anh ta. Anh ta dùng tay hất cô ta vào lòng Giang Thành Vũ rồi tự mình nhanh chóng kiểm tra vết thương của Giang Diễm, kết quả phát hiện mỗi vết thương đều đè lên vị trí trí mạng. Nếu nặng hơn một chút, lần này cô ta làm quá đáng thật, may mà Bạch Ly còn giúp cô ta tìm mối quan hệ vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố. Giang Thành Vũ lúc này đột nhiên nói, tay kia vô thức che mắt Giang Vãn Vãn đồng thời an ủi. Vãn Vãn đừng nhìn nữa, yên tâm đi, em trai chắc chắn không sao đâu. Giang Tư Niên quay đầu nhìn hai người, nhưng suy nghĩ lại dừng lại ở câu nói trường cấp 3 tốt nhất mà anh ta vừa nói sững sờ ba giây, quay hàm đàn ông siết chặt, trầm giọng tự nhủ, nếu ở đây cũng không thể dạy dỗ được cô ta thì thôi, vậy thì cứ đưa cô ta vào trường huấn luyện đặc biệt đi. Tiếp theo anh ta lấy điện thoại ra gọi cho người giúp việc trong nhà. Đợi Giang Lưu Huỳnh về thì bắt cô ta lại, đưa thẳng đến trung tâm huấn luyện đặc biệt ở Hải Thành, không cần nói với bố. Giang Thành Vũ trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Trung tâm huấn luyện đặc biệt ở Hải Thành là nơi quản giáo khép kín, trước kia thậm chí còn bị phanh phui vụ dùng điện giật chết học sinh giờ anh cả lại nói muốn đưa Giang Lưu Huỳnh vào đó. Nếu lỡ, Giang Lưu Huỳnh cũng bị điện giật chết. Giang Tư Niên dường như cũng nhìn thấu câu hỏi của anh ta nên nhanh chóng trả lời. Có lẽ phương pháp điện giật có tác dụng với Giang Lưu Huỳnh, dù sao thì loại người vong ân phụ nghĩa này ở nhà chỉ gây hại cho những người khác trong nhà thôi. Hơn nữa cũng là do bố dạy dỗ cô ta không tốt, đã không còn tư cách quản giáo cô ta nữa. Bây giờ do anh đây, anh cả thay cha, anh là người có tư cách nhất để quyết định đưa cô ta đến trường nào. Tất cả mọi người trong livestream đều cảm thấy vô cùng chấn động. Đây còn là anh trai ruột không vậy? Trung tâm huấn luyện đặc biệt. Tôi tưởng chỉ có người trung niên mới bị lừa đưa con cái đến những nơi như vậy. Tôi nhớ năm ngoái mới bị phanh phui, ở đó ăn toàn đồ ăn thừa, không, còn tệ hơn đồ ăn thừa, là rác thải thối rữa. Ăn không ngon thì cũng thôi đi, trọng điểm là điện giật mà, đánh đập mà, căn bản không coi học sinh ra gì. Nhưng mấy năm nay đã dần dần đóng cửa rất nhiều trường huấn luyện đặc biệt, nếu Lưu Huỳnh sinh muộn một chút thì tốt rồi. B-L-U-H nó lại là trường học sao điện giật là cái điện giật tôi nghĩ đó sao nó có hợp pháp không ip mỹ giang diễm bắt đầu lo lắng sau này anh ta đúng là không thấy giang lưu huỳnh xuất hiện ở nhà chẳng lẽ cô ấy thực sự bị đưa vào trường huấn luyện đặc biệt rồi ở đó cô ấy có bị ngược đãi không thậm chí điện giật giang diễm không dám nghĩ anh ta thực sự muốn xông vào màn hình để đánh thức hai người anh trai ngốc nghếch này còn cả mình nữa gặp được kẻ thù mà lại vui vẻ như vậy vui vẻ đến mức ngất đi. A a a tôi đúng là đáng chết. Giang Diễm tức giận tát vào mặt mình một cái. Đây chắc chắn là việc ngu ngốc nhất mà anh ta từng làm trong đời, nhận nhầm kẻ thù làm chị gái, bỏ rơi chị gái yêu thương mình. Thực sự muốn quay ngược thời gian. Việc đầu tiên khi tỉnh lại nhất định là vạch trần bộ mặt thật của Giang Vãn Vãn, đuổi cô ta đi, rồi đi tìm chị Lưu Huỳnh về, đưa cô ấy đi chữa bệnh tai. Đúng rồi, còn anh nữa, Bạch Ly sao anh lại đưa chị tôi đến nơi xa xôi như vậy để bắt cô ấy xuống xe nếu không phải do anh thì cô ấy đã kịp rồi tôi có thể nhìn thấy cô ấy ngay lập tức rồi ít nhất nhìn thấy không phải là người phụ nữ giả dối và ghê tởm đó nói xong anh ta định tát anh ta một cái nhưng chưa kịp giơ tay đã bị những người làm việc trong phòng thí nghiệm xung quanh ngăn lại bạch ly mới rời ánh mắt khỏi màn hình từ khi bắt đầu livestream đến giờ vẫn luôn im lặng lúc này vẫn im lặng vẫy tay với họ ra hiệu đuổi giang diễm ra khỏi đây gì chứ? Đuổi tôi. Bạch Ly anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi? Anh muốn chết à? Các người buông tôi ra. Có bản lĩnh thì đấu một trọi một với tôi đi. Ba đấu một là các người gian lận. Đây là gian lận. Giang Diễm cuối cùng bị lôi ra đến cửa chính tầng 1. Còn đặc biệt dặn dò bảo vệ phải để mắt đến anh ta. Tuyệt đối không được cho vào. Thế giới của người lớn nào có gì công bằng? Bao gồm cả năm đó, giao dịch của anh ta và Lưu Huỳnh cũng đã gian lận. Tưởng rằng cô ấy sẽ mãi mãi không biết chuyện này tưởng rằng mình mới là người điều khiển mọi chuyện, nhưng có một điểm anh ta đã bị loại. Lúc đó anh ta căn bản không ngờ đến một ngày nào đó mình lại nảy sinh tình cảm khác với cô gái này, lúc đầu không nên đề nghị làm em gái. Nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó, Bạch Ly không tự chủ được mà nở một nụ cười khổ, hóa ra anh ta đã thua từ rất lâu rồi. Nhưng có sao đâu, khi kết quả nghiên cứu mới nhất của anh ta ra đời, lưu huỳnh sau khi sống lại vẫn sẽ là của anh ta. Trước kia là anh ta tỉnh ngộ quá muộn bây giờ anh ta đã biết mình muốn gì rồi. Cảnh cuối cùng là Giang Diễm được đưa lên xe cấp cứu, không ai biết Giang Lưu Huỳnh lúc đó có biểu cảm và cảm giác như thế nào, điều duy nhất có thể khẳng định là. Xe cấp cứu đến đây mất tổng cộng 10 phút, mà 10 phút này, chỉ có 500 mét, nếu Giang Lưu Huỳnh muốn xuất hiện thì chắc chắn đã xuất hiện rồi. Nhưng cô ấy không hề xuất hiện. Sau 20 phút khâu vá, bác sĩ cuối cùng cũng dừng tay. Cả người như thể bị rút cạn linh hồn, tuyệt vọng nói với Giang Tư Niên vết thương của ngài đã được khâu lại rồi tuyệt đối không được ăn đồ cay nóng đồ lạnh và tránh những cảm xúc mạnh cho tôi thêm một lọ thuốc giảm đau tiếc thay lời ông ta chưa nói hết đã bị giang tư niên không kiên nhẫn cắt ngang giọng nói trầm thấp và khàn khàn như thể đang kìm nén điều gì đó thêm thêm thuốc cầm bác sĩ suýt nữa thì rụng xuống không cho thì sợ người trước mặt nổi giận cho thì lương tâm lại cắn rứt biểu cảm lập tức trở nên vô cùng phức tạp mà nói ông giang Tình trạng cơ thể của ông hiện tại không phù hợp để sử dụng thuốc giảm đau nhiều như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc lành vết thương. Thấy ông ta cầm lấy điện thoại trên đầu giường, bác sĩ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Ông vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt. Giang Tư Niên nghe xong sắc mặt càng thêm u ám, tôi không cần ông nói tôi phải làm thế nào, tôi chỉ cần thuốc giảm đau, không cho thì cút. Câu quát cuối cùng giọng nói của ông ta còn kèm theo một chút run rẩy, khiến người ta lạnh sống lưng. Giữa lương tâm và sự sống bác sĩ nhanh chóng chọn cái thứ hai giang thành vũ cũng run rẩy trốn sau cửa lúc nãy anh ta chỉ xem một chút rồi tháo kính xuống đúng lúc giang tư niên tuyên bố muốn đưa giang lưu huỳnh vào trường huấn luyện đặc biệt lần này không phải anh ta không xem mà là anh ta thực sự không dám nói nói ra thì anh cả nhất định sẽ tức giận rồi có thể sẽ đổ lỗi cho anh ta trách anh ta tại sao không ngăn cản vẫn nên trốn đi thôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi giang thành vũ anh coi tôi là ngốc sao phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên vang lên câu hỏi này giang thành vũ sợ hãi đến mức run lên một cái dồi đá vào cửa rồi cửa từ từ mở ra cách xuất hiện này anh ta hoàn toàn không ngờ tới chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu xin lỗi cũng không mong anh chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình nhưng livestream này anh nhất định phải xem tiếp ít nhất phải nhìn rõ bộ mặt thật của giang vãn vãn cứ mãi trốn tránh thì cuối cùng vẫn sẽ tổn thương chính mình giang tư niên nói xong liền không quan tâm đến anh ta nữa mà tự mình mở tv lên ngăn cản những lời giang thành vũ định giải thích và ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên a à, một tiếng thét thảm thiết đột ngột vang lên trong phòng bệnh tĩnh mịch này giang thành vũ nấp ở cạnh cửa gần loa tv nhất nhưng kỳ lạ là tiếng này không khiến anh ta khó chịu mà lập tức bịt tai lại mà là không hiểu sao một giọt nước mắt chảy xuống má ngứa ngứa một loại cảm xúc khó diễn tả dâng trào rất lâu sau cho đến khi tiếng này từ từ biến mất khỏi tai giang thành vũ mới hiểu ra hóa ra cảm xúc này gọi là xót xa tim đau, đầu đau, tay và chân, toàn thân đau nhức, nhưng anh ta không đeo kính mà. Tại sao? Tại sao lại đau? Giang Thành Vũ vẻ mặt giữ tợn che ngực, hơi thở ngày càng gấp gáp, cho đến khoảnh khắc ngẩng đầu lên, anh ta nhìn Giang Tư Niên trên giường bệnh mà trợn tròn mắt. Anh, anh cũng cảm. Không, không đúng, anh ta đã nhìn thấy gì đó, là gì? Giang Thành Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía màn hình. Máu, đây màn hình là máu, dường như toàn bộ màn hình đều bị máu nhuộm đỏ. Cho đến khi máu đặc sệt chảy xuống màn hình, góc nhìn thứ nhất cuối cùng cũng chuyển sang góc nhìn thứ ba, hóa ra màn hình này chính là mắt Giang Lưu Huỳnh, màu đỏ chính là máu thấm vào mắt cô ấy. Chảy rất mạnh và rất nhanh, tạo thành những vết máu đỏ tươi trên khuôn mặt trắng trẻo của Giang Lưu Huỳnh. Giang Thành Vũ thậm chí cảm thấy mình có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ màn hình len vào mũi mình. Sao? Sao chỉ vài phút không nhìn thấy, mà Lưu Huỳnh lại bị thương như vậy? Màn đạn đã đưa ra câu trả lời a a a đám người đó từ đâu xuất hiện mà lại đánh lưu huỳnh nhà chúng ta hu 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 mẹ kiếp chắc chắn là con đàn bà giang vãn vãn đó sai khiến giống như việc cô ta sai khiến người ta đánh giang diễm vậy con đàn bà giang vãn vãn đáng chớt đó tôi muốn giết chết cô ta trên kia anh đang nằm mơ à giang vãn vãn đã đi du lịch nước ngoài rồi phiền các bạn nước ngoài chú ý giúp chúng ta nếu gặp người phụ nữ như vậy thì phiền các bạn bắn chết cô ta nhé ip úc nhận được ip mỹ nhận được ip thái lan không nhận được ip thụy sĩ giang vãn vãn cô dám cô dám làm như vậy với em gái tôi giang tư niên nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô ta cảm xúc đã kìm nén từ lâu cuối cùng cũng không thể nào kìm chế được nữa bùng nổ bằng nước mắt nhưng ông ta dù có hàng vạn hành động muốn chút giận lúc này cũng không dám cử động lung tung sợ rằng đường may vừa khâu lại sẽ rách ra sợ rằng sẽ bỏ lỡ từng khoảnh khắc của lưu huỳnh đều là tại anh cả là anh cả không bảo vệ được em là anh cả bất lực a a a tại sao lại tàn nhẫn như vậy tại sao lại để đến bây giờ anh mới biết giang tư niên vừa khóc vừa gào lên giống như một con chó hoang không còn chút hình tượng nào giang thành vũ cũng rất lâu không thể nào hồi phục tinh thần sau sự chấn động trên màn hình nhìn những người đó ung dung rời đi đột nhiên anh ta nhìn thấy một điều bất thường a à, anh cả anh xem quần áo của những người đó đồng phục thế kia cách đi cũng rất nghiêm túc hoàn toàn khác với những tên côn đồ mà chúng ta bắt được để đánh diễm năm đó anh không thấy quá chuyên nghiệp sao Đúng, chính là chuyên nghiệp. Có khi nào chúng ta đã nhầm rồi không? Thực ra không phải là do vãn vãn làm. Giang Tư Niên nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn người ngốc. Dù anh ta không xem livestream trước đó, nhưng chỉ cần xem màn đạn cũng có thể đoán được người được sai khiến để đánh diễm chính là Giang Vãn Vãn. Còn Giang Tư Niên bản thân ông ta còn thừa nhận, những tên côn đồ đó chính là do Giang Vãn Vãn sai khiến để đánh diễm. Dù bây giờ ông ta không thích cậu em trai này lắm, nhưng dù sao cũng là em trai mà phải không? Huống chi Giang Vãn Vãn hãm hại cậu ta cũng không phải một hai lần. Ngu ngốc, Giang Thành Vũ, anh có khi nào bị Giang Vãn Vãn bỏ thuốc mê rồi không? Dù Lưu Huỳnh không phải do cô ta hại, thì diễm thì sao? Người bị hại là cậu ta thì chúng ta có thể tha thứ sao? Đổ tội cho Lưu Huỳnh chúng ta cũng có thể tha thứ sao? Giang Thành Vũ lại không nói gì nữa, cả người như bị sét đánh vậy mà ngơ ngác đứng tại chỗ. Trời ơi trời ơi mọi người mau xem tin tức mới nhất đi. Ca sĩ nổi tiếng, Chu Kiên Cường bị, mất khả năng sinh sản cấp cứu khẩn cấp không thành công. Từ quen thuộc, câu lạ lẫm, là cái mất khả năng sinh sản tôi nghĩ đó sao? Chẳng lẽ Giang Lưu Huỳnh bắt đầu trả thù rồi sao? Nhưng mà điều này phạm pháp rồi đấy. Giang Thành Vũ không có tâm trạng xem màn đạn, trong đầu toàn là vẻ ngoài mà Giang vãn vãn thể hiện trước mặt anh ta. Dịu dàng, hào phóng, tốt bụng, thích làm nũng với mình, ngưỡng mộ anh ta, khao khát anh ta, mà những điều này anh ta chưa từng cảm nhận được ở Giang Lưu Huỳnh. Có lẽ trước kia đã từng cảm nhận được, nhưng lúc đó giang lưu huỳnh tuyệt đối không phải hướng về mình trong mắt chỉ có anh cả còn mình thì luôn bị cô ấy bỏ quên thậm chí là bị cả gia đình bỏ quên mẹ yêu thương em gái bố coi trọng anh trai chỉ có anh ta không ai quan tâm anh ta học cái gì ở trường mẫu giáo quen những người bạn nào không ai cần anh ta nhưng chỉ một năm sau vãn vãn xuất hiện cô ta luôn bám lấy anh ta hỏi những câu hỏi hay là nhờ anh ta làm bài tập về nhà kể chuyện cho cô ta nghe là đứa trẻ mà mình từng chăm sóc từ nhỏ đến lớn mà. Sao lại có thể là người phụ nữ giả dối và độc ác trên màn hình này được? Gần 20 năm cuộc sống tốt đẹp, sao lại là một loạt những trò lừa đảo? Cô ta tại sao lại hãm hại bố, anh cả, em trai, điều quan trọng hơn là Lưu Huỳnh. Bị cô ta hại đến mức đầu rơi máu chảy, bị mọi người xa lánh, vô số lần đứng trên bờ vực của cái chết. Anh, em muốn gặp Vãn Vãn, anh đừng vội tìm cảnh sát bắt cô ấy được không? Cầu xin anh giang thành vũ quỳ bên giường giang tư niên nắm lấy tay ông ta mà khẩn cầu em muốn hỏi cô ấy tại sao lại đối xử với gia đình chúng ta như vậy rõ ràng chúng ta cũng đối xử tốt với cô ấy mà có phải có hiểu lầm gì không nếu cô ấy có nỗi khổ tâm thì sao giang tư niên hừ lạnh một tiếng theo bản năng muốn từ chối yêu cầu này nhưng nghĩ đến hiện tại chỉ có giang thành vũ biết nơi ở của cô ta nếu không đồng ý anh ta muốn tìm giang vãn vãn thì không phải càng khó khăn hơn sao được rồi Vậy thì bây giờ anh gọi điện hỏi cô ta, xem cô ta rốt cuộc có nỗi khổ tâm gì. Nhưng có báo cảnh sát hay không thì ông ta không đảm bảo. Giang Thành Vũ lập tức vui mừng khôn xiết gọi điện cho Giang Vãn Vãn, chỉ hai giây sau bên kia đã bắt máy. Vãn Vãn, bây giờ em có thể về một chuyến được không? Về kép. Lời của Giang Thành Vũ mới nói được một nửa thì Giang Vãn Vãn đã nóng lòng lên tiếng. Không cần, anh hai mau chuyển cho em 5 triệu, thẻ của em bị bố khóa hết rồi. Đó là giọng nói của cô ta, nhưng Giang Thành Vũ không hiểu nổi, tại sao Vãn Vãn bây giờ lại cho anh ta cảm giác không kiên nhẫn. Không, chắc chắn là anh ta nghĩ nhiều. Giang Thành Vũ chịu đựng áp lực của ánh mắt chế giễu của Giang Tư Niên mà tiếp tục nói: "Xin lỗi Vãn Vãn, tiền của anh hai đã chuyển hết cho Lưu Huỳnh rồi, hay là em về nước trước đi, anh hai đi đón em. Đây thực sự không phải là lời nói dối, anh ta đúng là vào tối hôm qua đã thực hiện lời hứa, chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ nhiều năm đóng phim của mình vào thẻ của Giang Lưu Huỳnh." Ngay cả cổ phần trong nhà họ Giang anh ta cũng nhờ anh cả chuyển hết cho cô ấy. Bây giờ anh ta chẳng còn gì, 5 vạn cũng không có nói gì đến 5 triệu. Gì chứ anh chuyển hết tiền cho cô ta rồi sao? Vậy thì em làm sao đây? Giang vãn vãn lập tức tức giận kêu lên, livestream chốt tiệt đó rốt cuộc đã phát sóng cái gì, anh hai lại chuyển hết tiền cho cô ta. Bên kia im lặng rất lâu, Giang vãn vãn mới nhận ra thái độ của mình hơi quá đáng. Thêm nữa Giang Thành Vũ bây giờ không phải là tên ngốc dễ lừa như trước kia, vì vậy cô ta liền lại mềm giọng nài nỉ, "Anh hai, anh biết mà, bây giờ em đang ở nước ngoài, chỗ nào cũng phải tiêu tiền, anh hai, cầu xin anh, đi mượn anh cả một chút đi, nếu không em sẽ chết đói ở nước ngoài mất." Giang Tư Niên nghe thấy cô ta nhắc đến mình liền lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tình trạng mở loa ngoài, không ngoài dự đoán đã truyền vào tai Giang Vãn Vãn. "Anh cả, anh, anh cũng ở đây sao?" Giọng nói Giang Vãn Vãn cứng đờ hẳn lên. Thái độ của Giang Tư Niên đối với cô ta là rõ ràng nhất, kể từ khi kết quả khám sức khỏe ra đời, ánh mắt muốn giết cô ta chưa bao giờ biến mất. Cho em một ngày để mau chóng trở về. Giang vãn vãn nghe xong liền không dám cho ông ta cơ hội nói chuyện nữa mà lập tức cúp máy, còn ở khách sạn bên kia, cô ta đang thở hồn hền. Nhưng theo tình hình hiện tại, khách sạn 5 vạn một đêm này cô ta nhiều nhất chỉ ở được 5 ngày nữa là hết tiền. Còn chứng minh thư của cô ta vẫn đang được kiểm tra, không hề có tin tức gì. Không được, tôi phải đổi sang khách sạn rẻ hơn, đều là tại tên Giang Thành Vũ vô dụng kia, a a a tức chết tôi mất. Giang Vãn Vãn tức giận ném điện thoại vào tủ rượu đối diện, dầm một tiếng. Rượu vang đổ đầy đất. Nhưng cô ta lại hoàn toàn không để ý, mà đột nhiên nghĩ đến mình còn có một người em trai, dù hôm kia thái độ của cậu ta đối với mình hơi kỳ lạ. Còn chủ động đề nghị với bố đưa mình vào bệnh viện tâm thần. Nhưng dù sao cậu ta vẫn chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, lời nói không suy nghĩ thôi, dù sao cũng là em trai ruột của mình, chỉ cần chút tiền thôi mà, không lý gì không cho. Nghĩ đến đây cô ta nhanh chóng nhặt điện thoại đang ngâm trong rượu vang lên, sao vậy? Sao lại không bật màn hình? Giang Vãn Vãn dùng sức lắc, nghĩ rằng chỉ cần lắc cho rượu vang trong điện thoại ra là được, tiếc thay, đã qua 5 phút rồi mà vẫn là màn hình đen. Đúng rồi, máy sấy tóc, máy sấy tóc, dùng máy sấy tóc để sấy rượu ra là được rồi. Giang Vãn Vãn tự nhủ rồi cầm máy sấy tóc trong tủ lên, không nói hai lời liền hướng về phía lỗ cắm điện thoại, được rồi, điện thoại hoàn toàn hỏng rồi. Giang vãn vãn chưa bao giờ tức giận như vậy, liên tiếp mấy ngày liền xui xẻo. A à, a à, a à, đang chớt, cô ta hét lên một tiếng, tiếng hét vang vọng khắp phòng. Tiếp theo cô ta như thể mất đi lý trí mà điên cuồng lao về phía tủ rượu, đẩy tất cả những chai rượu được sắp xếp gọn gàng trên đó xuống đất. Tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang lên, khắp nơi là mảnh vỡ chai lọ và rượu. Giang vãn vãn nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà, áp lực trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa một chút, Thông thả gọi dịch vụ dọn dẹp khách sạn, còn bản thân thì vui vẻ đi tắm. Dù sao đây có thể là lần cuối cùng cô ta tắm trong bồn tắm lớn như vậy, nhất định phải tận hưởng thật tốt. Nhưng đúng lúc cô ta định cởi bỏ áo choàng tắm để tận hưởng, "Cô, đây là hóa đơn rượu vang mà cô vừa làm vỡ, cùng với phí giặt thảm, thẻ mà cô để ở quầy lễ tân đã bị đóng băng, xin vui lòng chọn phương thức khác để thanh toán toàn bộ khoản phí này." Theo lý lẽ thì khách sạn 5 sao sẽ không tùy tiện làm phiền khách như vậy. Nhưng khi nhân viên lễ tân nhìn thấy thông tin cá nhân của cô ta, mẹ kiếp, không thể tiết lộ thông tin khách hàng nhưng cũng không thể làm phiền cô ta được sao. Dù bị khiếu nại cô ta cũng phải làm phiền con đàn bà Giang Vãn Vãn đáng bị đầy xuống địa ngục này. Giang Vãn Vãn không kiên nhẫn hừ một tiếng, không thèm nhìn hóa đơn liền ra ngoài lấy một thẻ khác. Trong thẻ này là tiền mà cô ta đã nhiều năm nay tích góp từ tiền tiêu vặt của Giang Lưu Huỳnh, trước kia đã dùng số tiền đó để thuê côn đồ, bao gồm cả thuốc mua trên dark web. Xin lỗi cô, số dư không đủ. Giang vãn vãn hoàn toàn không tin, quả quyết đáp lại, không thể nào, trong thẻ này của tôi ít nhất cũng có 20 vạn, chắc chắn là máy của cô bị lỗi. Xin lỗi cô, tổng cộng 6 chai rượu cô làm vỡ là 30 vạn. Nhân viên lễ tân cười híp mắt lại đưa hóa đơn lên. Giang vãn vãn lại dùng tay đẩy ra, chỉ vào những chai rượu hỏi, chỉ có mấy chai rượu này thôi sao? Mấy chai rượu ngoài kia chưa đến một vạn mà các người lại bán cho tôi 5 vạn một chai. Tin hay không tôi kiện các người vì tội tống tiền. Cô cũng biết đây là trong khách sạn của chúng tôi, giá cả đương nhiên khác với bên ngoài. Nhưng mà, cô đương nhiên có quyền kiện chúng tôi. Lời nói thì như vậy, nhưng kiện tụng sao? Hiện tại trên 90% người dân cả nước đều biết những việc xấu mà cô ta đã làm. Nhân viên lễ tân còn mong cô ta mau chóng làm to chuyện lên, để tất cả mọi người đều biết ngôi sao lớn giang vãn vãn ở đây. Cô, cô cứ chờ đấy cho tôi. Giang vãn vãn tức giận đến mức rộng chân, tâm trạng đi tắm cũng không còn nữa. Kể từ khi Giang Lưu Huỳnh ngã xuống, trời bắt đầu rơi những bông tuyết trắng xóa. Đây là trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh. Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, Bắc Kinh đã rất lâu rồi không có tuyết sớm như vậy, chỉ năm nay là ngoại lệ. Sớm hơn gần một tháng, tất cả người dân Bắc Kinh đều nhớ trận tuyết đầu mùa tháng 12 hiếm hoi này. Hóa ra khi họ đang ăn mừng trận tuyết đầu tiên của mùa đông, có một người đang nằm trên đường vắng vẻ, toàn thân đầy thương tích. Dần dần, tuyết rơi đầy vũng máu trên mặt đất. Nhưng ý thức của Giang Lưu Huỳnh vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo tay chân bị đánh đến mức hầu như không thể cử động. Chỉ có thể nằm yên ở đó, tỉnh táo nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn, tỉnh táo cảm nhận được nỗi đau và cái lạnh của cơ thể. Cho đến khi tuyết rơi càng lúc càng lớn, bao phủ hết tất cả vết máu trên mặt đất, nhấn chìm cơ thể cô ấy. Bị cái lạnh, nhấn chìm. Cuối cùng, vì lạnh mà mất đi chi giác, nỗi đau cũng cuối cùng đã rời khỏi cơ thể mọi người. Ngay cả những người chỉ mở 1% khả năng cảm nhận cũng toát ra mồ hôi lạnh và cảm giác đau nhói dày đặc. Nhưng dù đã kết thúc, tinh thần họ vẫn tập trung cao độ vào từng tấc da thịt trên cơ thể, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Và lần này màn đạn cũng bình tĩnh hơn nhiều so với trước kia, ngay cả những người chuyên nghiệp chửi bới khi nhìn thấy cảnh này cũng chọn cách bỏ xuống bàn phím. Cùng với 10 tỷ người xem tuyết rơi, cho đến khi màn hình cuối cùng tối đen. Lúc nãy đau đến mức tứ chi co giật rồi, mẹ tôi còn nghi ngờ tôi, hút thuốc. Tuyết đầu tiên sau 47 năm tôi cũng đã xem rồi, không ngờ lại có một ngày được xem lần nữa lại còn với góc nhìn này, trải nghiệm cảm giác của người khác, thật sự rất lạnh, lạnh hơn cả những lần bị mưa tuyết ướt át trước kia. Giang Vãn Vãn đúng là không phải người hu hu hu, thực sự cảm thấy tứ chi của Lưu Huỳnh đã bị gãy rồi, nếu không sao lại không thể cử động được chứ. Quá khủng khiếp, loại đàn bà như vậy mà nhà họ Giang lại nuôi dưỡng đến tận 19 năm, quả thực là gan to bằng trời. Đây không phải là gan to bằng trời, rõ ràng là Giang Lưu Huỳnh luôn gánh vác mọi thứ. Họ từ đầu đến cuối chỉ sinh ra Lưu Huỳnh thôi sau đó lại bắt cô ấy dùng mạng sống để trả giá thật là ghê tởm nhớ lại kỹ một chút khi tuyết đầu mùa rơi xuống họ đều đang ở bệnh viện trông nom diễm còn có giang vãn vãn bị thương nhẹ họ hoàn toàn không hề gọi điện về nhà thậm chí chỉ là hỏi xem giang lưu huỳnh có về nhà hay không cũng không làm được lưu huỳnh em nhất định phải bình an vô sự giang tư niên thì thầm ông ta nóng lòng muốn xem tiếp mang theo khát vọng mãnh liệt muốn nhìn thấy khoảnh khắc giang lưu huỳnh không sao trong 3 phút ngắn ngủi này ông ta đã nghĩ đến tất cả mọi khả năng ví dụ như có cảnh sát tuần tra phát hiện ra cô ấy và đưa cô ấy vào bệnh viện hoặc là bạch ly dù ông ta có ghét người này đến đâu lúc này ông ta lại vô cùng hy vọng anh ta có thể quay lại cứu lưu huỳnh cuối cùng cuối cùng cũng lóe lên một chút ánh sáng mờ ảo tiếc thay điều đầu tiên nhìn thấy không phải là trần nhà trắng xóa mà là bầu trời âm u không có bệnh viện không có điều trị không có gì cả cô gái a à, cô gái tỉnh dậy đi mau tỉnh dậy đi, cô ngủ ở đây chắn đường rồi cô gái à. Là một ông lão dâu ria lởm chởm, nhìn trang phục có vẻ là công nhân vệ sinh, có lẽ là nhìn thấy Giang Lưu Huỳnh cuối cùng cũng mở mắt ra, liền lại bắt đầu lải nhải. Sáng sớm tinh mơ sao lại nằm trên đường này vậy? Trời lạnh thế này, tuổi còn trẻ, nhìn quần áo thì là học sinh trường đế trung đúng không? Ôi, sao lại nghĩ không thông mà bỏ nhà ra đi vậy? Ê, mặt cô sao lại? Ông lão nheo mắt lại, càng lúc càng đến gần, Ôi chao ôi chao sao toàn là vết thương vậy? Không được không được, tôi phải báo cảnh sát ngay, tìm người nhà của cô gái này đến, nếu không thì họ phải lo lắng biết bao. Chỉ thấy khoảnh khắc Giang Lưu Huỳnh ngẩng đầu lên, trên mặt nhiều chỗ bị thương đã đóng vảy máu đỏ. Còn máu chảy ra đêm qua thì đã bị nước tuyết tan cuốn trôi rồi. Cảm ơn, Giang Lưu Huỳnh khàn giọng chậm rãi mở miệng. Chỉ vài giây sau lại không còn sức mà ngã xuống, chỉ là khi nghe thấy chữ người nhà thì vẫn không nhịn được mà lộ ra những biến đổi cảm xúc mãnh liệt. Từ hoài niệm, Đến buồn bã, tức giận, cuối cùng là hận thù, sự thay đổi rất rõ ràng. Lưu Huỳnh bây giờ hận họ rồi. Thời gian tua nhanh, khi cảnh sát đến nơi thì mới phát hiện cô gái này căn bản không phải là bỏ nhà ra đi mà ngủ một đêm trên đường, mà là bị đánh đập tàn bạo, cổ tay, cổ chân đều không có chút cảm giác nào, chỉ riêng những vùng da lộ ra ngoài cũng đã có nhiều vết bầm tím. Ngay cả y tá đến hiện trường để đón cô ấy cũng bị dọa khóc suốt cả quá trình. Khi tiếp xúc với chiếc giường ấm áp, màn hình lại tối đen chỉ là lần này sáng rất nhanh không biết truyền dịch bao lâu thì giang lưu huỳnh cuối cùng cũng tỉnh lại khi cô ấy mở mắt ra mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy trần nhà trắng xóa của bệnh viện chưa bao giờ thấy yên tâm như vậy nhưng tin giữ tiếp theo lại đến ngay sau đó cuối cùng cũng tỉnh rồi bạn học bây giờ có đủ sức lực báo số điện thoại của bố mẹ không tôi cần liên lạc với họ một số lưu ý về phẫu thuật bao gồm cả chi phí điều trị lần này cũng cần họ thanh toán giang lưu huỳnh ngơ ngác nhìn bác sĩ khoảnh khắc muốn ngồi dậy cô ấy đột nhiên phát hiện mình không thể dùng sức được tay không có sức sao lại khả năng tự hồi phục của cô ấy không phải luôn rất mạnh sao sao lại giang lưu huỳnh lập tức lo lắng hỏi bác sĩ tay tôi tay không cử động được bác sĩ vội vàng đỡ vai cô ấy nói đừng vội đừng vội bạn học yên tâm đây chỉ là tạm thời thôi đợi bố mẹ bạn đến ký hợp đồng phẫu thuật thì chúng tôi có thể lập tức nối cổ tay cho bạn bố mẹ giang lưu huỳnh im lặng lần trước khi bác sĩ gọi điện thì bố cô ấy đã tỏ thái độ từ chối lần này nữa nếu gọi điện thì liệu lại nhận được những lời vu khống khác của giang vãn vãn không bác sĩ bác sĩ có thể giúp tôi phẫu thuật trước được không ạ à? phí phẫu thuật sau này tôi sẽ trả được không ạ à? tôi tôi đã không còn người thân nào nữa rồi giang lưu huỳnh nói đến cuối cùng còn nghẹn ngào lần đầu tiên trước mặt người ngoài thừa nhận cô ấy đã không còn người thân nào nữa rồi bố đã không còn quan tâm đến cô ấy nữa anh trai muốn đưa cô ấy vào trường huấn luyện đặc biệt, em trai cũng coi cô ấy là kẻ thù rồi. Sau khi nghe xong, bác sĩ liền lộ vẻ do dự. Vậy, người giám hộ của cô đâu? Dù sao cô ấy vẫn đang mặc đồng phục học sinh, ca phẫu thuật hơn 10 vạn này, một học sinh làm sao có thể chi trả nổi? Giang Lưu Huỳnh lắc đầu, có lẽ là nhìn ra sự lo lắng của bác sĩ, cô ấy lại nói. Bác sĩ, con có thể kiếm tiền, con đã trưởng thành rồi. Hơn nữa, trong điện thoại của con còn có 5.000. Có thể trả trước cho các bác sĩ được không ạ? À? Nếu không phải cô ấy hiện tại không thể cử động thì cô ấy đã muốn lấy ảnh chứng minh thư và số dư trong điện thoại ra cho bác sĩ xem rồi. Đây là tiền cô ấy tích góp được từ việc tham gia chương trình và thỉnh thoảng nhận một số công việc viết mã trên diễn đàn. Thực ra không chỉ có vậy, nhưng cô ấy đã dùng phần lớn để mua dụng cụ vẽ tranh. Vừa thấy bác sĩ sắp mềm lòng thì một y tá nhỏ ở ngoài cửa đột nhiên đi vào gọi ông ta đi, để lại Giang Lưu Huỳnh nằm một mình trong phòng bệnh nặng, nhìn lên trần nhà trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cô ấy căn bản không hề chú ý đến nhóm người cầm gậy đó xuất hiện từ đâu, nhưng mục đích của họ rất rõ ràng, ngay lập tức đánh một gậy vào đầu cô ấy. Điều quan trọng nhất là, họ như thể có mục đích mà liên tục vung gậy về phía tứ chi của cô ấy. Dù cô ấy có bảo vệ thế nào cuối cùng cũng bị đánh rất nhiều rất nhiều nhát. Một lúc khiến cô ấy nghĩ rằng, mình sẽ chết ở đó, chết cô đơn, lạnh lẽo và đói khát. Điều duy nhất cảm thấy may mắn là vẫn còn cơ hội được trở về, sắp được tham gia huấn luyện của trường rồi, cô ấy chỉ hy vọng mình vẫn có thể tiếp tục con đường hội họa nếu không cô ấy thực sự không biết phải làm thế nào khoảnh khắc giang lưu huỳnh nhắm mắt lại một giọt nước mắt đỏ trong suốt chảy xuống từ thái dương chảy xuống mái tóc rồi biến mất hoàn toàn đây là giọt nước mắt đỏ khi cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng cô ấy sẽ không về nhà nữa sẽ không cầu cứu người nhà nữa một câu trong màn đạn đã khiến mọi người suy ngẫm một người hoàn toàn tuyệt vọng còn có gì có thể hỗ trợ họ sống tiếp lưu huỳnh đã không còn người nhà nào nữa rồi tôi thật muốn kết bạn với Lưu Huỳnh bây giờ rồi bảo vệ cô ấy. Ít nhất cũng đừng để cô ấy tuyệt vọng như vậy, thật sự rất sợ cô ấy lại tự tử. Trường hợp này thực sự khó nói, nếu tư chi cô ấy có thể cử động được thì có lẽ bây giờ sẽ mở cửa sổ nhảy xuống rồi. Nói nhảm, những người này đang nói linh tinh cái gì vậy? Giang Tư Niên hét giận dữ về phía TV. Ngay sau đó bác sĩ liền đi vào từ cửa và tắt TV của ông ta. Xin lỗi ông, đây là bệnh viện, giọng nói của ông quá lớn, người nhà ở các phòng bệnh bên dưới đều đang khiếu nại ông nên chúng tôi tắt tv cho ông nghỉ ngơi nhiều vào nhé sau khi bác sĩ lịch sự thu lại điều khiển từ xa bất kể giang tư niên có đe dọa thế nào phía sau thì bước chân cũng không hề dừng lại giang thành vũ anh cứ đứng đó làm gì vậy không thấy ho 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 giang tư niên tức giận đến mức dường như muốn ho ra phổi nhưng người bị mắng vẫn không hề có động tĩnh gì quay lưng lại với ông ta ngồi trên ghế giang tư niên che vết thương đứng dậy dùng sức đẩy anh ta người đó cứ thế mà ngã xuống đất livestream vẫn tiếp tục phát sóng giang diễm ngồi trong tròi bảo vệ chăm chú nhìn bảo vệ bên cạnh bị anh ta đánh đến mức tức giận mà không dám nói gì may mà ông chủ đã nói sẽ tăng lương năm của anh ta gấp đôi nếu không thì anh ta đã báo cảnh sát bắt người rồi nhưng giang diễm lại không hề có chút cảm giác nguy hiểm nào về việc suýt bị bắt mà lại điên cuồng cầu nguyện bệnh viện tuyệt đối không đuổi chị gái đi cũng hy vọng chị gái có thể thử liên lạc với bố dù anh cả anh hai đã không còn cứu vãn được nữa nhưng vẫn còn bố ở nhà chỉ cần tính cách sĩ diện của ông già đó làm sao có thể chấp nhận một người con gái tàn tật chắc chắn sẽ giúp cô ấy trả tiền viện phí hơn nữa con gái ruột của mình bị đánh thành như vậy dù bố có ghét lưu huỳnh đến đâu cũng chắc chắn sẽ giúp cô ấy tìm ra hung thủ mang theo suy nghĩ đó ông kính từ phòng bệnh chuyển ra ngoài hành lang bác sĩ nói vào điện thoại alo xin hỏi ngài có phải là bố của giang lưu huỳnh không ạ à? bên kia im lặng nửa phút nói một câu cô ấy đã trưởng thành rồi không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Rồi cúp máy. Bác sĩ ngơ ngác nhìn y tá bên cạnh, chỉ vào điện thoại, không nói gì, nhưng dường như lại nói hết mọi chuyện. Y tá vội vàng giải thích: thưa bác sĩ, lúc cô gái đó hôn mê thì cảnh sát đã thu thập vân tay của cô ấy để tìm kiếm. Đây đúng là số điện thoại của bố cô ấy. Nếu không thì gọi lại lần nữa đi ạ. À. Vì thế hai người lại gọi điện thoại lần nữa. Lần này câu đầu tiên của họ đã đi thẳng vào vấn đề. Alo, con gái của ngài Giang Lưu Huỳnh bị đánh đến tàn phế. Hiện đang điều trị tại bệnh viện chúng tôi, xin ngài đến bệnh viện nhân dân số 2 Bắc Kinh trong vòng nửa tiếng. Giang Trấn Thiên chỉ nghe có hai câu liền tức giận hỏi. Cô ta lại gây chuyện ở ngoài rồi à? Đánh nhau với ai rồi? Phải bồi thường bao nhiêu? Câu nói này khiến tất cả mọi người đều nghe không hiểu. Bác sĩ rõ ràng đã giải thích rất rõ ràng rồi. Là bị đánh, từ đầu đến cuối không hề nói là đánh nhau. Trời ơi mẹ nó a a a tức chết tôi rồi Giang Trấn Thiên ông không chết được à? Tôi thực sự phục rồi, Trước kia là người tốt không biết nói, bây giờ tốt rồi, kẻ xấu tiến hóa rồi, trực tiếp nghe không thấy, trực tiếp một cái tôi không nghe tôi không nhìn, dù có nghe có nhìn thì cũng chỉ chọn lọc, sao vậy, dung lượng não của các người chỉ chứa được vài từ thôi sao? Thằng cha này, Giang Diễm càng bị cảnh tượng này làm cho câm nín, nói không nên lời sự phẫn nộ và thất vọng. Nhưng anh ta đoán đây là cảm xúc của Lưu Huỳnh, chỉ là hiện tại tất cả đều truyền vào cảm nhận của anh ta. Cuộc sống như vậy nếu đổi lại là anh ta thì chắc chắn sẽ sống không bằng chết, làm sao chỉ có sự phẫn nộ và buồn bã được chứ? Nếu là anh ta, nhất định sẽ giết chết tất cả họ, nhất định sẽ. Nghĩ đến đây Giang Diễm đột nhiên lại thấy hơi buồn cười. Anh ta lại đang tưởng tượng giết chết chính mình. Ha, ha ha ha, toàn là đồ ngốc, toàn là đồ ngốc, không ai xứng đáng được lưu huỳnh tha thứ cả. Bảo vệ bên cạnh lập tức bị vẻ mặt điên loạn này của anh ta dọa cho run sợ, không ngờ người này không chỉ có xu hướng bạo lực mà còn bị bệnh tâm thần nữa vấn đề là đây không phải là bệnh viện tâm thần mà bác sĩ trên màn hình cũng kìm nén sự tức giận nhẫn nại giải thích với anh ta không phải đánh nhau tình hình còn tệ hơn là bị đánh hội đồng con gái của ngài bị đánh dã man ở bên ngoài hiện đang nằm trong bệnh viện của chúng tôi xương cổ tay đã gãy vụn hy vọng ngài có thể đến đây đóng tiền viện phí để chúng tôi có thể nối lại cổ tay cho cô ấy như vậy ngài có nghe rõ không à bên kia lại im lặng lần này còn lâu hơn đúng lúc bác sĩ tưởng rằng mình đã giải thích rất rõ ràng rồi ồ tôi biết rồi là vì mấy tháng trước tôi đã cắt tiền tiêu vặt của cô ấy đúng không biểu cảm của bác sĩ và y tá giống như dấu hỏi chấm của người da đen vậy cho đến khi giang trấn thiên tiếp tục nói nói đi muốn lừa tôi bao nhiêu tiền đúng rồi trước khi tôi chuyển tiền thì giúp tôi nói lại với cô ta cô ấy đã trưởng thành rồi tôi không có nghĩa vụ nuôi dưỡng cô ta một kẻ vô dụng không biết lo nghĩ cho bản thân lần này xem như tôi mềm lòng sau này thì đừng mơ tưởng nữa tôi sẽ không cho cô ta một xu nào bác sĩ trước hết là sốc sau đó là ghê tởm nghe ông ta nói câu này còn khó chịu hơn cả ăn phân y tá trẻ tuổi càng tức giận đến mức giật lấy điện thoại hét lớn ông già chúng tôi lừa ông được gì chứ con gái ông đang nằm viện đó sinh mạng con người quan trọng lắm cho nhiều tiền thì có ích gì chứ ông không thể đến đây thăm cô ấy được sao thật sự là có chút tiền thì tự cho mình là ông chủ rồi Chúng tôi là bác sĩ đâu có thời gian diễn kịch với người ta chứ. Có thể nói là một tiếng hét vô cùng đầy cảm xúc, dù bác sĩ biết việc làm như vậy đối với người nhà bệnh nhân là không đúng, nhưng thực sự nghe rất sướng tai. Hay quá, hay quá. Nhưng Giang Trấn Thiên vẫn nhất quyết cho rằng Giang Lưu Huỳnh đang lừa mình, lý do là: Hừ, tôi thấy các người đã tính toán sẵn mấy ngày này tôi không ở Bắc Kinh nên cố tình cấu kết với nhau để lừa tôi. Dù có vào viện thì cũng là do cô ta tự chuốc lấy, dù sao thì loại người như cô ta đúng lúc ông ta định nói gì đó thì đột nhiên có giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ điện thoại ông xã ngã mau đến xem biển đi không phải đã nói đi du lịch thì không làm việc công vụ sao mà ngã được 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 mau đến ngay những người bên kia nghe cho kỹ tôi lập tức chuyển một triệu vào thẻ của giang lưu huỳnh sau này cô ta với tôi giang trấn thiên không còn một chút quan hệ nào nữa nói xong liền vội vàng cúp máy nhưng trong phòng bệnh lại chuyển đến tiếng rên rỉ của giang lưu huỳnh bác sĩ bác sĩ Bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng này liền lập tức thu lại điện thoại chạy vào, quay đầu lại nhìn vào thiết bị bên cạnh. Chỉ thấy dữ liệu trên máy theo dõi tim của Giang Lưu Huỳnh bắt đầu thay đổi mạnh, nhịp tim tăng đột biến, huyết áp cũng tăng theo. Cảm xúc của cô ấy, sao lại đột nhiên cao như vậy, trở nên không ổn định như vậy. Bác sĩ, làm ơn nói với bố con, đừng chuyển tiền vào thẻ đó. Đừng chuyển vào đó, thẻ đó luôn ở trong tay Giang Vãn Vãn, con từ trước đến nay, chưa từng lấy một xu nào của nhà. Giang Lưu Huỳnh khàn giọng gọi, khiến hai người đều ngây người. Sao cô ấy lại biết họ vừa mới gọi điện thoại cho bố cô ấy? Nhưng cũng không có thời gian để hỏi. Bác sĩ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi lại, nhưng lần này người nghe máy không phải Giang Trấn Thiên mà là Vương Tuyền. Các người đừng gọi điện thoại đến số này nữa, chồng tôi đã không còn công nhận người con gái này nữa rồi, chất ở ngoài đường chúng tôi cũng không quản. Tít tít tít, lần này là tiếng máy theo dõi tim phát ra, nhịp tim cao hơn rất nhiều so với ngưỡng an toàn. Thuốc an thần, thuốc an thần mau trong phòng bệnh một lúc hỗn loạn cuối cùng giang lưu huỳnh cuối cùng cũng ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc an thần livestream cũng kết thúc ở đây nhanh 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 tua đi tôi muốn xem phần sau phần sau phần sau hiểu không cầu xin các người tôi chưa xem đủ mau cho tôi biết lưu huỳnh sau này sẽ làm gì đi thực sự rất muốn biết ừm sao lại không có ai chửi vương tuyền vậy vậy thì tôi chửi nhé con tiểu tam chất tiệt này đúng là đáng ghét đúng là không phân biệt được phương hướng ngu ngốc đến mức có chút thứ gì đó. Phải nói là, Giang Trấn Thiên mới là tội lỗi ban đầu, dù Giang Lưu Huỳnh đã trưởng thành, nhưng họ có quên cô ấy vẫn đang học cấp 3 không? Không cho cô ấy một xu nào thì hợp lý sao? Còn tuyệt giao nữa, Lưu Huỳnh của chúng ta thậm chí còn không có việc làm, ở đâu chứ? Giang Tư Niên vừa xử lý xong chuyện Giang Thành Vũ đột ngột ngất xỉu, đang chuẩn bị mở điện thoại xem livestream thì. Một quả bóng rổ xuất hiện trong không khí, vui vẻ nảy đến màn hình của mọi người và nói livestream hôm nay kết thúc tại đây ngã ngôi sao sẽ ngẫu nhiên chọn những khán giả may mắn để trò chuyện với nhân vật chính mọi người có thể nhấp vào để đăng ký kết nối nhé ngã nhân vật chính lưu huỳnh sao gây nên sóng gió ngàn tầng hầu hết tất cả những người đang xem livestream đều lập tức nhấn vào nút đột nhiên xuất hiện này sợ bỏ lỡ giang tư niên cũng không ngoại lệ thậm chí còn điên cuồng gõ chữ lưu huỳnh chọn anh chọn anh anh cả thực sự biết sai rồi để anh cả nói chuyện với em được không nhưng lời ông ta nhanh chóng bị rất nhiều màn đạn khác che lấp còn thời gian đếm ngược chỉ còn lại một giây cuối cùng tiếp theo một avatar hình mèo xuất hiện ở phía dưới bên phải màn hình đồng thời màn hình chính lóe sáng một bóng người từ từ hiện ra dù giang tư niên không có được cơ hội trò chuyện với lưu huỳnh lần này nhưng ông ta vẫn chăm chú nhìn bóng người trên màn hình không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào ông ta dường như đã quên quên lưu huỳnh trông như thế nào quên giọng nói của cô ấy ngoài những ký ức đã qua Lưu Huỳnh bây giờ trông như thế nào? Sống, có tốt không? Trong lúc màn hình thay đổi, hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng ngày càng nhanh, cho đến khi cuối cùng dừng lại. Điều khiến ông ta thất vọng là Giang Lưu Huỳnh không lộ mặt, chỉ là một cái bóng xám trắng và nền trắng tinh khiết, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là ở đâu. Chào mọi người. Nói rồi, Lưu Huỳnh cuối cùng cũng nói rồi, nhưng sao giọng nói của cô ấy lại giống quả bóng này như vậy, chỉ là không hề vui vẻ, mà cứng nhắc gượng gạo, không có cảm xúc. Giống như giọng nói khi cô ấy gọi điện cho ông ta. Giang Tư Niên nắm chặt ga trải giường dưới người, ngón tay hơi trắng bệch, thần kinh lúc này hoàn toàn căng thẳng. Trong đầu toàn là suy nghĩ, Lưu Huỳnh sẽ nói gì? Còn avatar mèo lúc này cũng mở camera lên, là một cô gái mặt tròn dễ thương, lúc này còn hơi ngượng ngùng che khuôn mặt đỏ bừng mà nhỏ giọng nói. Lưu, Lưu Huỳnh chị, em rất thích sự tốt bụng của chị. Không không không, ý em là, tính cách của chị, em rất ngưỡng mộ nhưng mà chị có thể đừng tha thứ cho những người đã bắt nạt chị không ạ à. nói đến cuối cùng cô ấy lại nghẹn ngào dường như đang xót xa cho những trải nghiệm tàn nhẫn mà cô ấy đã phải trải qua tuyệt vời mèo con cậu chính là người phát ngôn cho tôi giang tư niên không những người ngoài các người có tư cách gì mà can thiệp vào suy nghĩ của lưu huỳnh chúng ta mãi mãi là một gia đình phải không lưu huỳnh chúng ta đều biết sai rồi cầu xin em trở về được không anh cả cầu xin em quả bóng rổ nhỏ lúc này quay lại xóa hết màn đạn. Bây giờ là thời gian trò chuyện một đối một nhé, nhân vật chính sẽ không để ý đến một số thứ đâu ngã. Mèo con thấy vậy liền lập tức biến sự buồn bã thành niềm tự hào ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: "Chị ơi, chị nhất định đừng tha thứ cho những người anh trai xấu xa đó nhé. Bây giờ anh ấy chỉ nói cho hay thôi, nhưng mà, chúng em đều đứng về phía chị, dù chị có muốn quay về thì chúng em cũng tôn trọng lựa chọn của chị. Chị nhất định phải sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại nhé." tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Giang Lưu Huỳnh. Tất cả mọi người đều sợ nghe thấy những điều không muốn nghe. Dù sao, từ khi bắt đầu livestream đến giờ, Giang Lưu Huỳnh vẫn luôn tha thứ, vẫn luôn ôm ấp hy vọng. Giang Lưu Huỳnh không cử động, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt cô ấy hơi động đậy, nói: cảm ơn các bạn. Thế sẽ như thế nào? Sẽ hạnh phúc hay là sẽ từ chối tha thứ? Cho đến khi thời gian kết nối ngược đếm kết thúc, Giang Lưu Huỳnh vẫn không nói gì nữa mà chỉ yên lặng lắng nghe tất nhiên hành động này cũng gây ra không ít tranh cãi giang lưu huỳnh thật bất lịch sự để cho một con mèo nói suốt thái độ cũng không lạnh không nóng cứ như thể chúng ta nợ cô ấy vậy nói thế nào nhỉ cô ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy tâm lý và tính cách chắc chắn cũng sẽ có thay đổi làm sao có thể vẫn giống như trước kia thế giới dùng đau thương hôn tôi tôi đáp lại bằng bài ca bất lịch sự thì vẫn là bất lịch sự đừng tìm cớ các bạn trẻ bây giờ cứ lấy chứng tự kỷ ra làm cớ đánh cho một trận xem các người còn dám phớt lờ người ta không giang tư niên các người dám mắng em gái tôi nữa thì xem tôi có làm cho các người phá sản không cô ấy là em gái tôi dù có mắc chứng tự kỷ thì sao chứ có liên quan gì đến các người các người có tư cách gì viết xong đoạn này giang tư niên lại bắt đầu chăm chỉ viết giang tư niên chọn tôi lưu huỳnh anh cả chỉ muốn nói chuyện với em thôi không có ý gì khác dù bây giờ em không muốn về nhà cũng không sao anh cả có thể đến tìm em Thời gian đếm ngược kết thúc, một avatar người đàn ông ngoại quốc có bộ râu dài xuất hiện trên màn hình. Đúng lúc mọi người đang nghĩ người này thật giả tạo thì một người đàn ông tóc đen mắt nâu có bộ râu dài y hệt avatar xuất hiện trên màn hình. Trời ơi, thật sự là người nước ngoài, kết nối này còn có thể kết nối với người nước ngoài nữa sao? Quả bóng rổ tinh tinh lóe sáng, tinh dòng đúng rồi, đều là ngẫu nhiên lựa chọn mà, có mấy thứ vẫn cứ sủa lung tung. Người đàn ông râu dài hướng về phía camera vuốt vuốt tóc rồi nhìn sâu sắc vào bóng lưng mảnh mai của cô gái trên màn hình nói. Hola, Hedmosa Iomable Dama, Estas Casada Ahora, Que Piensas Zemi. Ngay lập tức hầu hết tất cả mọi người đều ngơ ngác, phần dịch không hề xuất hiện lúc này, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến Bạch Ly, người biết 12 thứ tiếng. Chỉ thấy anh ta tức giận đến mức đấm mạnh lên bàn, hét lên một tiếng. Cũng đừng có tự luyến quá mức, chỉ dựa vào cái bản mặt đó mà cũng dám tranh giành với tôi À? may mắn là đây là văn phòng riêng của anh ta nếu không thì vẻ mặt hung dữ này mà để người khác nhìn thấy thì kính lọc hình ảnh chắc chắn sẽ vỡ tan tành nhưng hiện tại cũng không có ai để ý đến anh ta sự chú ý của mọi người đều đang đặt trên livestream kể từ khi ai đảm nhiệm livestream thì họ không cần làm gì cả người phiên dịch của ta đâu rồi mau mau nói cho chúng ta biết ông già dâu này nói cái gì vậy nói thật ông chú này trông cũng khá đẹp trai chỉ là quá là lơi thôi cũng có người chế diễu ha ha Giang Lưu Huỳnh chắc chắn đã nghe không hiểu rồi chứ. Còn không bằng để cơ hội này cho người trong nước chúng ta, bây giờ xem cô ta giải quyết thế nào đây. Hoàn toàn không sao, tôi nguyện vì cô ấy mà học tiếng Hoa. Tôi rất rất mong chờ ngày mai có thể kết nối được với bé Lưu Huỳnh đó, IP Nhật Bản. Và ngay giây tiếp theo, Giang Lưu Huỳnh chậm rãi mở miệng. Gracias peor gustater, pero no tengo intention de enamorarme. Âm điệu khác với sự thăng trầm của tiếng Hoa trong cách phát âm thậm chí còn có thêm những âm dung khác nhau. Tất cả mọi người đều không ngờ Giang Lưu Huỳnh lại trực tiếp dùng tiếng Tây Ban Nha để trả lời, lại còn trôi chảy, chuẩn xác như vậy. Nghe xong, ông chú dâu dài liền lộ ra vẻ mặt thất vọng, lại nói luyên thuyên một hồi dài cho đến khi thời gian đếm ngược kết thúc thì bị ép buộc ngắt kết nối. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là Giang Lưu Huỳnh lại dùng tiếng Nhật để trả lời người trong màn đạn lúc nãy. Chỉ là lần này ở phía dưới màn hình có thêm một lớp dịch, sau khi cô ấy nói xong câu tiếng nước ngoài đó thì liền hiện ra. "Rất cảm ơn, nhưng tôi biết một chút tiếng nước các bạn." "Được rồi, còn điều gì mà Giang Lưu Huỳnh không biết chứ? Chân thành khuyên những cư dân mạng thích bắt bẻ đừng có mà xuất hiện trong livestream này nữa, không có ý gì khác, chỉ sợ mặt các người bị sưng lên thôi." "Ôi, bé Lưu Huỳnh đừng có mà quá ngầu thế chứ, lại biết nhiều thứ tiếng như vậy. Rốt cuộc thì có gì là cô ấy không biết chứ?" Trong vô số lời khen ngợi chỉ có Giang Tư Niên đang cau mày, ngược lại giang tư niên bạch ly anh có phải đang chặn màn đạn của tôi không rõ ràng lưu huỳnh đều có thể nhìn thấy màn đạn của người nhật bản kia mà sao lại không nhìn thấy của tôi đến lúc này rồi ông ta vẫn tình nguyện tin rằng có người ngoài đang phá rối chứ không nghĩ đó là lỗi của mình bạch ly bên ngoài màn hình nhìn thấy thì không nói gì nhưng chỉ cười nhạt một tiếng vẫn không hề đáp lại bởi vì anh ta biết rõ người trên màn hình căn bản không phải giang lưu huỳnh dù cô ấy hiện tại không ở bên cạnh anh ta dù đã có người tìm được trái tim phù hợp nhưng chỉ có anh ta mới có thể tháo bỏ trái tim máy móc được cấy ghép trên ngực giang lưu huỳnh chỉ có anh ta mới có thể ban cho lưu huỳnh sự sống mới những người khác đều không có tư cách cho nên anh ta sẽ không giống như tên ngốc giang tư niên mà ầm ĩ chỉ để nói vài câu với một hàng giả giang tư niên tranh luận không được chỉ có thể nhìn cơ hội này vụt khỏi tầm mắt cuối cùng được chọn là một chim mờ nhưng ít nhất khâu tương tác này đã giúp trái tim hoảng loạn cả ngày của ông ta bình tĩnh lại rất nhiều lưu huỳnh vẫn còn đều là tại bạch ly không ở trong phòng phát sóng trực tiếp họ không thể xuất hiện trong livestream lưu huỳnh đương nhiên sẽ không biết họ đều đang cầu xin cô ấy tha thứ mong cô ấy có thể trở về giang tư niên hận không thể lập tức mở một buổi livestream cá nhân nói cho tất cả mọi người trên thế giới biết ông ta hối hận rồi nói cho lưu huỳnh biết ông ta biết sai rồi nhưng ông ta cũng không nỡ bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy và nghe lưu huỳnh nói chuyện với người khác lần này chào cô giang tôi là streamer tiểu ngư trên nền tảng âm thanh dung rất vinh hạnh được trò chuyện với cô, có tiện hỏi cô vài câu không ạ? À? Nói những lời này Tiểu Ngư còn rất đắc ý liếc nhìn nhóm kỹ thuật bên phải, dường như đã sớm dự đoán được mình sẽ được chọn vậy. Giấy nháp dưới giá đỡ đã chuẩn bị đến 2 3 trang rồi. Chỉ có nhóm của cô ta ngơ ngác, hệ thống bên kia cứng nhắc đến mức không giống như do con người làm, không hề có lỗ hổng nào. Đã tấn công rất lâu mà vẫn không thể tấn công được hệ thống ngẫu nhiên, kết quả chim mờ nhà mình lại giỏi giang như vậy, trong 10 tỷ người mà lại trúng một phát giang lưu huỳnh mở miệng cô cứ hỏi chỉ cần cách gọi này đã khiến tiêu ngư rất khó chịu dù sao mình cũng là một chim mờ triệu người theo dõi mà không ngờ giang lưu huỳnh lại không biết tốt xấu như vậy lại dám dùng thái độ lạnh lùng như vậy vậy thì đừng trách cô ta chọn những câu hỏi khó đỡ xin hỏi cô giang cô có phải đang có chọn lọc mà phát sóng những đoạn cô bị tổn thương không ạ à? giang lưu huỳnh chưa kịp trả lời cư dân mạng đã náo nhiệt bàn luận tin tưởng lưu huỳnh nhà chúng ta chắc chắn không phải như vậy mà là cuộc đời cô ấy vốn dĩ đã đầy dẫy những tổn thương. Tiểu ngư này sao vậy? Câu hỏi này nghe như đang đổ lỗi cho nạn nhân vậy. Sao có thể chứ? Tiểu ngư sẽ không phải là loại người đó đâu, hơn nữa đây vốn dĩ là sự thật. Giang Lưu Huỳnh cô có bản lĩnh thì cứ trả lời thẳng thừng đi, tại sao chỉ phát sóng những đoạn cô bị bắt nạt? Tôi cảm thấy Giang Lưu Huỳnh chắc chắn đã trả thù lại rồi, nhưng tôi thấy điều này là bình thường, phát sóng cũng không sao, ngược lại Giang Lưu Huỳnh lại giấu giếm như vậy thì càng dễ khiến người ta hiểu lầm phải không lưu huỳnh không phải luôn luôn bị tổn thương chỉ là những đoạn được phát sóng không giang tư niên anh sao lại tìm cớ anh có bị lưu huỳnh trả thù không anh tự biết chứ giang tư niên tự nói với mình trong lòng chỉ là trong mắt rõ ràng có thêm vài phần do dự bởi vì ông ta nhớ đến việc giang lưu huỳnh từng đánh cắp bí mật công ty có phải lần đó là thật lần đó họ không oan uổng cô ấy tất nhiên sự trả thù không đáng kể này so với tổn thương mà họ gây ra cho lưu huỳnh thì chẳng là gì cả chỉ là điều này có thể cứu vãn phần nào cảm xúc gần như sụp đổ của ông ta và khôi phục lại niềm tin vào người em gái ruột. Cô Giang, xin hỏi cô có bất tiện trả lời câu hỏi này không ạ? À? Nếu thực sự không muốn trả lời thì chúng ta có thể chuyển sang câu hỏi tiếp theo, chỉ là hơi đáng tiếc thôi. Về phần đáng tiếc gì, Tiêu Ngư không nói, nhưng mọi người đều hiểu. Không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không, Giang Lưu Huỳnh dường như cười một cái, nói: "Xin hỏi một người như tôi, có khả năng gì để trả thù chứ?" toàn trường im lặng. Một người như cô ấy, đối mặt với tổng giám đốc tập đoàn, diễn viên ảnh đế, còn là tiểu thư giang ra được mọi người săn đón, còn có cậu em trai mắc chứng rối loạn cảm xúc. Một cô gái cô đơn, không có ai giúp đỡ thì có thể trả thù ai. Trong cuộc đời cẩn thận từng ly từng tí của cô ấy, dù chỉ là bước sai một bước thôi cũng là vực sâu vạn trượng. Tiểu ngư cô quá đáng rồi, Lưu Huỳnh đã đáng thương như vậy rồi mà cô còn cứ thế mà chọc vào tim cô ấy nữa. Cô có đáng ghét không vậy? hu 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 đau lòng quá đau lòng quá lúc nãy lưu huỳnh đã khóc rồi đúng không quá vô lý rồi cái streamer này tôi muốn chuyển sang ghét rồi rõ ràng lưu huỳnh không làm chuyện xấu gì cả muốn chủ động làm vật thí nghiệm đóng góp ký ức để chứng minh bản thân kết quả lại bị các người đặt câu hỏi ác ý chẳng lẽ mười mấy nghìn ngày của lưu huỳnh trong hai mươi mấy năm qua tất cả ký ức đều phải phát sóng hết sao phim truyền hình dài nhất lịch sử cũng không phát sóng như vậy đâu chứ tiêu ngư nhìn thấy tình hình không ổn liền lập tức đổi giọng xin lỗi những câu hỏi này đều do phía vận hành của tôi đưa ra tôi cũng không ngờ họ lại không có chút tình cảm nào xin lỗi xin lỗi trong lòng mắng trên đời này đúng là chỉ có thánh mẫu mới khó mà chửi được thấy thời gian sắp hết rồi tiêu ngư cũng không dám hỏi những câu hỏi khó đỡ nữa tùy tiện tìm một câu hỏi mà mọi người đều tò mò liền hỏi xin hỏi cô giang cô có dự định tiếp tục học tập không ạ à? nghe nói cô trượt đại học không đi theo con đường hội họa có liên quan đến việc cổ tay bị gãy lần này không ạ à? Đúng lúc mọi người tưởng rằng Giang Lưu Huỳnh sẽ tiếp tục im lặng một lúc, cho đến khi thời gian tương tác kết thúc thì trốn tránh, thì có lẽ là không có cơ hội nữa rồi. Giang Lưu Huỳnh rất sức khoát trả lời một câu trả lời mơ hồ, tiếc thay mọi người căn bản không kịp hỏi tại sao. Cô ấy cũng không kịp trả lời những câu hỏi phía sau thì quả bóng đã xen vào và buộc cả hai người xuống mạng. Livestream hôm nay kết thúc tại đây, chào đón mọi người đến xem vào ngày mai, tạm biệt ngã. Như thể đang vội vàng vậy mà lập tức tắt màn hình nhưng giang tư niên vẫn còn ngốc nghếch ôm lấy điện thoại không có cơ hội sao lại không có cơ hội chứ là lưu huỳnh cảm thấy họ sẽ không giúp cô ấy sao sao có thể chứ họ không chỉ có thể giúp cô ấy quay lại trường học dù cô ấy muốn ở nhà cả đời để họ nuôi cũng được mà nhưng tiếc thay ông ta có cả bụng lời muốn nói với lưu huỳnh nhưng lại không tìm được người để tâm sự màn hình đã tắt từ lâu rồi dù ông ta muốn nói với lưu huỳnh qua màn đạn cũng không được còn có bạch ly đang cản trở đúng rồi bạch ly lưu huỳnh đang ở phòng thí nghiệm của bạch ly bây giờ thí nghiệm đã kết thúc vậy thì cô ấy nhất định sẽ ra ngoài giang tư niên nghĩ thông liền chạy ra ngoài hoàn toàn không để ý đến bộ đồ bệnh nhân trên người và đôi dép lê trong phòng bệnh nhưng vừa ra đến hành lang đã bị ngăn lại ê ê ê, ê. bệnh nhân vết thương của anh mới khâu xong muốn đi đâu vậy chờ đã chờ đã anh là người nhà của bệnh nhân giang thành vũ đúng không giang tư niên bị ngăn lại thì vốn đã không vui rồi nhưng vì là anh em ruột nên ông ta vẫn không kiên nhẫn gật đầu Tôi là anh trai của cậu ta, cậu ta sao vậy? Tôi lát nữa sẽ tìm người giúp việc cho cậu ta, sau này đừng có làm phiền tôi nữa, có chuyện gì thì cứ tìm người giúp việc là được." Bác sĩ nắm chặt nắm đấm, cắn răng rồi vẫn nuốt xuống, nở một nụ cười gượng gạo nói: "Em trai của ngài vừa rồi có phản ứng đào thải về thể chất và tim mạch, trường hợp này xảy ra ở những người có quan hệ huyết thống gần gũi là rất cao, cho nên bây giờ chúng tôi cần phải." Giang Tư Niên nghe xong câu đầu tiên liền vẫy tay, xen vào: "Tôi biết rồi." các anh cứ duy trì sự sống cho em trai tôi đi, tim mạch thì tôi đã nhờ người tìm rồi, căn bản không định dùng của con đàn bà đáng ghét đó. Rồi bác sĩ bị ông ta làm cho tức giận, không muốn nói gì nữa, đợi Giang Tư Niên đi rồi mới ở đằng sau lẩm bẩm. Thật phục ông già điên này, vẫn là người nhà sao. Tim người ta đều cho rồi, lại còn mắng người ta là con đàn bà đáng ghét. Một ngày tốt đẹp, lại dùng hết để cứu hai tên ngốc này, chỉ biết bệnh viện bên cạnh không có lòng tốt gì, toàn nhận những người cực phẩm. Ca phẫu thuật lúc trước không phải làm ở bệnh viện này, cho nên bác sĩ cũng cứ tưởng Giang Tư Niên sẽ biết tim của Giang Thành Vũ đến từ người thân. Một nơi khác ở Bắc Kinh, tầng trên cùng của tòa nhà văn phòng tập đoàn Giang Thị. Giang Trấn Thiên, người cả ngày làm việc đến mức tê liệt, nhìn mặt trời lặn xuống thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mở máy điện thoại thì có cuộc gọi đến. Hai chữ vương tuyển hiện ra trước mắt ông ta, giống như chuột nhìn thấy mèo vậy mà phản ứng một loạt thao tác. Rồi, nghe máy. An, ông xã, Sao anh? Cả ngày không nghe điện thoại của em vậy à? Ai mà ngờ rằng Vương Tuyền còn lo lắng hơn ông ta, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, lập tức Giang Trấn Thiên liền cảm thấy không cần phải ai nài nữa. Dù hôm nay ông ta thực sự toàn tâm toàn ý đang hồi tưởng về quá khứ với A Như, nhưng A Như đã chết rồi. Hơn nữa Tuyền Nhi cũng không biết ông ta đang nhớ A Như mà. Khụ khụ, hôm nay công ty có chút bận rộn, liên tục họp, cho nên không mang theo điện thoại, có lẽ hết pin tự động tắt máy rồi đúng không? Em có chuyện gì cần tìm anh? giang trấn thiên vẫn giữ thái độ như trước vương tuyền lập tức yên tâm lại lấy lại giọng điệu giận dỗi trước kia ông xã ngã 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 anh mau quản hai cậu con trai lớn của mình đi ạ à. họ đã lừa cậu bé diễm của chúng ta đi rồi bây giờ tìm cũng không thấy người đâu cậu bé diễm đáng thương của chúng ta lần trước cậu ấy còn nói trước mặt nhiều người như vậy là căn bản không muốn thừa kế giang thị đâu ạ à. dù sao thì diễm cũng sẽ không đe dọa đến vị trí của hai người anh trai sao tư niên và thành vũ lại còn dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt để dụ dỗ cậu ấy chứ ạ à? bây giờ đến sách cũng không đọc được nữa khả năng đổ vấy này chỉ có thể nói những việc giang vãn vãn làm không phải hoàn toàn là bẩm sinh thôi 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 con trai không ra gì của anh dù không lừa thì cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu đây là lần đầu tiên giang trấn thiên không giúp vương tuyền trước kia dù thành tích của giang diễm có tệ đến đâu hay là cãi nhau với hai người anh trai thì sao ít nhất cũng sẽ đứng ra nói một câu diễm còn nhỏ bảo hai người anh trai nhường nhịn em ấy sao bây giờ lại nói là không ra gì thế thì công ty chẳng lẽ không còn chỗ cho diễm sao ông xã lúc anh cưới em không phải nói như vậy với em đâu mà hu 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 lúc em mang thai diễm em cũng đã nói rồi nếu anh không nhận con thì em sẽ không sinh ra nó đâu là anh nói là con trai con cháu nhà họ giang nhất định phải sinh ra bây giờ anh lại lại muốn bỏ rơi mẹ con chúng em hu 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 em không nên tin lời nói dối của anh giang trấn thiên nghe càng lúc càng khó chịu từ từ giảm nhỏ âm lượng còn vương tuyền nói đi nói lại chỉ có hai câu đó trong lòng đang thắc mắc sao Giang Trấn Thiên vẫn chưa chiều mình thì ông ta lại nói, "Lúc đó em đã kết hôn rồi mà lại không nói với anh, anh còn tưởng em." "Ha, à, anh nói gì chứ?" Sự dừng lại này vô cùng tinh tế, chúng ngay tim đen của Vương Tuyền, chính là vì cô ta đã kết hôn và đã từng mang thai. Lúc trước Giang Chấn Thiên cảm thấy cả hai đều là người tái hôn, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng giờ nhìn lại, A à Như không chỉ xinh đẹp, mà còn có gia thế hùng hậu, hơn nữa rất nhiều lần đầu tiên cô ấy đều dành cho mình ông ta đã từng sở hữu người phụ nữ hoàn hảo như vậy đến lần thứ hai lại cưới một kẻ vô dụng ngoài biết làm nũng ra thì chẳng có gì giang trấn thiên càng nghĩ càng thấy không đáng ông ta năm đó dù sao cũng là người đàn ông độc thân vàng của bắc kinh sao lại cưới cái hàng đã qua sử dụng này những ký ức quá khứ giờ lại ập đến lúc đó là em thừa lúc anh say rượu tự ý lẻn vào phòng anh mang thai cũng là do em không uống thuốc tránh thai hơn nữa lúc đó em vẫn chưa ly hôn mà em không uống thuốc có ý đồ gì, có phải đã tính toán sẵn rồi không? Vương Tuyền ở đầu bên kia điện thoại trợn tròn mắt không thể tin nổi, cái đầu thường ngày hoạt bát nhanh nhẹn lúc này lại hoàn toàn tê liệt. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tên ngốc tự phụ này từ bao giờ lại thông minh như vậy chẳng lẽ là Giang Lưu Huỳnh đã về nói gì đó với ông ta, hay là những hình ảnh trong livestream đã khiến ông ta nhận ra điều gì đó bất thường. Nghĩ đến đây, Vương Tuyền càng cảm thấy một trận sợ hãi. Xong rồi xong rồi, nếu đào thêm được gì nữa thì cô ta xong đời rồi, Giang Lưu Huỳnh sao còn khấu chất đi? Không phải tim đã cho Giang thành vũ rồi sao? Chẳng lẽ, bắt buộc mình cũng phải giống Giang vãn vãn mà trốn ra nước ngoài sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào cái đầu đơn giản, thân thể cường tráng của Diễm làm sao có thể giành được với hai người anh trai xảo quyệt đó? Thì cuộc sống sau này của mình chẳng phải là xong đời rồi sao? Đúng lúc cô ta đang nghĩ ngợi lung tung thì Giang Trấn Thiên đã cúp máy, đúng lúc đó có một cuộc gọi lạ khác gọi đến. Vương Tuyền Vốn đang tâm trạng rất tệ liên cúp máy kết quả bên kia cứ mãi gọi lại cô ta liền bĩu môi nghe máy nhưng cô ta vừa mới mở miệng định hỏi bên kia là ai thì bên kia đã nóng lòng nói mẹ ơi con là vãn vãn mẹ có thể đến khách sạn đông nhĩ đốn bắc kinh giúp con đóng tiền khách sạn không ạ à? thẻ của con bị bố khóa hết rồi đông nhĩ đốn bắc kinh khách sạn 5 vạn một đêm đó cô con gái ngu ngốc này lại còn chưa ra khỏi nước đã hết tiền rồi với những tội lỗi cô ta đã phạm phải thì sớm muộn gì cũng bị bắt ở trong nước mình tuyệt đối không thể liên quan đến cô ta điều quan trọng hơn là người phụ nữ này từng cho diễm uống thuốc độc suýt nữa đã làm cho cậu ấy thành một tên mù vô dụng đừng mơ tôi là nhưng lời nói muốn cãi nhau và từ chối đã đến đầu môi lại quay trở lại dừng lại giữa chừng là vì vương tuyền đột nhiên nhớ đến những việc giang vãn vãn đã làm với giang lưu huỳnh trong những năm qua nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất vẫn không nên đắc tội với người đàn bà điên này vì vậy tôi sẽ không bị lừa đâu con gái tôi đã ra nước ngoài rồi các người lừa đảo ngày càng ngang ngược, đừng mơ lừa tôi, nói xong liền định cúp máy. Giang vãn vãn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc liền hét lên, tôi biết bí mật của bà, mẹ đừng cúp máy. Mới ngăn cản được hành động của Vương Tuyền, đồng thời cau mày. Cho đến khi Giang vãn vãn thông thả nói ra câu tiếp theo, tôi biết, cái chết của dì Giang Như có liên quan đến bà. Hai câu này cô ta dùng tay che miệng nói nhỏ, dù sao quầy lễ tân khách sạn cũng ở ngay bên cạnh, cũng không biết bên kia có nhận ra mình hay không dù sao cô ta cũng là diễn viên có hàng triệu người hâm mộ nếu bên kia nghe trộm được thì không tốt rồi giang vãn vãn lúc này căn bản không biết hiện tại có một nửa người trên thế giới đều nhận ra cô ta nhưng không phải vì thân phận minh tinh sao con biết vương tuyền lập tức kinh ngạc hét lên giọng nói thay thế xuyên qua điện thoại nhân viên lễ tân đang đứng ở bên cạnh nghe trộm cũng không may mắn mà nghe được những lời hai người hét lên người đàn bà độc ác giang vãn vãn có bí mật nhưng mà con người mà có chút bí mật cũng bình thường thôi chỉ là sự đáng sợ của bên kia lại quá mức bất thường giang vãn vãn nhìn nhân viên lễ tân càng lúc càng đến gần liền đi tới đẩy cô ta ra xa rồi mắng cô lại đến gần làm gì tôi nhận được tiền từ mẹ tôi thì lập tức trả cho các người bây giờ tránh xa tôi ra suy nghĩ trong lòng nhân viên lễ tân chị ơi đây là máy làm việc của tôi đó thôi được rồi dù sao tôi cũng thông minh là nhân viên lễ tân khách sạn làm sao lại quên thiết lập tự động bật ghi âm của gọi chứ là nhân viên lễ tân khách sạn tôi cảm thấy hành vi của khách hàng rất đáng ngờ báo cảnh sát cũng được chứ nhỉ trái lại vương tuyền nghe thấy câu này tim đập thình thịch nóng nảy lại tức giận muốn mắng cho đối phương một trận nhưng lại vì những lời đối phương vừa nói mà chỉ có thể cố gắng kìm giọng hỏi bên cạnh con có người mà không nói sớm người con vừa nói không nghe thấy con nói phải không giang vãn vãn ừ một tiếng trầm thấp mẹ con đang bị nhốt trong khách sạn họ tống tiền con mấy chai rượu vài vạn đồng mà lại tính tiền con đủ rồi đừng nói nữa nói xem cần bao nhiêu mẹ chuyển cho con ngay vương tuyền căn bản không muốn nghe những gì cô ta đã trải qua chỉ muốn nhanh chóng bịt miệng cô ta lại tốt nhất là tìm cách để cô ta biến mất như vậy bí mật sẽ mãi mãi là bí mật dù sao cũng chỉ là một đứa con mà thôi lại còn là con của kẻ hiếp dâm hơn nữa bây giờ mình đã có giang diễm rồi ngu ngốc thì ngu ngốc nhưng ít nhất cũng sẽ không đe dọa đến mình không giống giang vãn vãn nuôi ở bên cạnh chẳng khác nào mua quả bom hẹn giờ cho mình Nói đi, giúp cuộc con cần bao nhiêu, chuyển tiền cho con xong thì con cứ giữ im lặng, ở nước ngoài đừng có về nữa. Vương Tuyền tự cho rằng mình đã làm tròn bổn phận người mẹ đối với cô ta, hồi đó không giết chết nỗi nhục nhã này. Cũng không để cô ta lại cho tên đàn ông biến thái đó, bây giờ chỉ muốn cô ta rời khỏi Trung Quốc mà thôi. Nhưng bà ta không biết rằng Giang Vãn Vãn không những không cảm động vì điều đó, mà còn sinh ra vài phần oán hận. Rõ ràng ban đầu bọn họ mới là đồng minh, cô ta với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng của trẻ con đã giúp mẹ mình cải thiện mối quan hệ với các anh trai để họ nhanh chóng chấp nhận người mẹ kế này. Còn mẹ cô ta cũng sẽ cố gắng nói tốt về cô ta trước mặt Giang Trấn Thiên, giữ cô ta lại trong nhà họ Giang, chứ không phải bị Hà Dũng cướp đi. Nhưng mẹ cô ta bây giờ trong lòng căn bản không có cô ta, toàn là Giang Diễm. Nếu như vậy, cô ta cũng không khách khí nữa, 10 triệu, mẹ không có nhiều tiền như vậy. Ba chữ vừa nói ra Vương Tuyền liền quả quyết đáp lại, ai ngờ Giang Vãn Vãn không những không chịu, mà còn mở rộng thêm 5 lần số tiền. 50 triệu, nếu không mẹ sẽ bị phát sóng đoạn mẹ cướp thuốc cứu mạng của dì Giang Như, rồi đẩy bà ấy ra đường bị xe cán chớt trên các màn hình lớn trên cả nước nhé. Vì Giang Lưu Huỳnh có thể trích xuất ký ức, thì con cũng có thể, con vẫn nhớ rõ như in cảnh tượng đó, chớt thì cùng chớt luôn. Đây là hoàn toàn không còn gì để mất rồi, mục đích của Giang Vãn Vãn cũng rất đơn giản, chính là muốn tiền. Con, con đừng có quá đáng, mẹ là mẹ của con. Vương Tuyền suýt nữa đã không nhịn được nổi giận. Nhưng có máy trích xuất ký ức thì Giang Vãn Vãn lại có bằng chứng trong tay, dù bà ta có muốn mắng chửi thế nào cũng phải nhịn, bắt đầu dùng tình cảm gia đình. Vãn Vãn, mẹ bây giờ thực sự không có nhiều tiền như vậy, 5 triệu được không? Đợi em trai con thừa kế Giang thị, chúng ta liền lập tức đón con về, lúc đó con muốn bao nhiêu thì con lấy. Giang Diễm, Giang Vãn Vãn đương nhiên là đã gọi điện thoại cho tên em trai ngu ngốc này để xin tiền rồi, nhưng tên em trai này lại nói như thế này. Dù tôi có ném tiền vào cống rãnh cũng sẽ không cho cô một xu nào, Giang Vãn Vãn cô đi chết đi, tôi không có người chị gái độc ác như cô. Giang Vãn Vãn chỉ hận mình hồi đó sao không giết chết cậu ta, chỉ làm mù mắt cậu ta. Cô ta đã mất nhiều năm trời nỗ lực lôi kéo Giang Thành Vũ vào con đường sai trái, để anh ta tránh xa việc quản lý công ty, chính là để giảm đi một đối thủ cạnh tranh. Về phía Giang Tư Niên thì cô ta cũng không bỏ qua, tìm kiếm đủ loại công thức nấu ăn có hại cho sức khỏe trên mạng, làm xong rồi đích thân đưa đến công ty sắp thu lưới rồi kết quả lại đột nhiên xuất hiện bạch ly kẻ giả tạo đến mức cực điểm lại còn mang theo cái máy trích xuất ký ức chớt tiệt đó à trái lại vương tuyền nghe thấy câu này tim đập thình thịch nóng nảy lại tức giận muốn mắng cho đối phương một trận nhưng lại vì những lời đối phương vừa nói mà chỉ có thể cố gắng kìm giọng hỏi bên cạnh con có người mà không nói sớm người con vừa nói không nghe thấy con nói phải không giang vãn vãn ừ một tiếng trầm thấp mẹ con đang bị nhốt trong khách sạn họ tống tiền con mấy chai rượu vài vạn đồng mà lại tính tiền con đủ rồi đừng nói nữa nói xem cần bao nhiêu mẹ chuyển cho con ngay vương tuyền căn bản không muốn nghe những gì cô ta đã trải qua chỉ muốn nhanh chóng bịt miệng cô ta lại tốt nhất là tìm cách để cô ta biến mất như vậy bí mật sẽ mãi mãi là bí mật dù sao cũng chỉ là một đứa con mà thôi lại còn là con của kẻ hiếp dâm hơn nữa bây giờ mình đã có giang diễm rồi ngu ngốc thì ngu ngốc nhưng ít nhất cũng sẽ không đe dọa đến mình không giống rằng Vãn Vãn, nuôi ở bên cạnh chẳng khác nào mua quả bom hẹn giờ cho mình. Nói đi, rốt cuộc con cần bao nhiêu, chuyển tiền cho con xong thì con cứ giữ im lặng, ở nước ngoài đừng có về nữa. Vương Tuyền tự cho rằng mình đã làm tròn bổn phận người mẹ đối với cô ta, hồi đó không giết chết nỗi nhục nhã này, cũng không để cô ta lại cho tên đàn ông biến thái đó, bây giờ chỉ muốn cô ta rời khỏi Trung Quốc mà thôi. Nhưng bà ta không biết rằng Giang Vãn Vãn không những không cảm động vì điều đó, mà còn sinh ra vài phần oán hận. Rõ ràng ban đầu bọn họ mới là đồng minh, cô ta với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng của trẻ con đã giúp mẹ mình cải thiện mối quan hệ với các anh trai, để họ nhanh chóng chấp nhận người mẹ kế này. Còn mẹ cô ta cũng sẽ cố gắng nói tốt về cô ta trước mặt Giang Trấn Thiên, giữ cô ta lại trong nhà họ Giang, chứ không phải bị Hà Dũng cướp đi. Nhưng mẹ cô ta bây giờ trong lòng căn bản không có cô ta, toàn là Giang Diễm. Nếu như vậy, cô ta cũng không khách khí nữa, 10 triệu, mẹ không có nhiều tiền như vậy. Ba chữ vừa nói ra Vương Tuyền liền quả quyết đáp lại, ai ngờ Giang Vãn Vãn không những không chịu, mà còn mở rộng thêm 5 lần số tiền. 50 triệu, nếu không mẹ sẽ bị phát sóng đoạn mẹ cướp thuốc cứu mạng của dì Giang Như, rồi đẩy bà ấy ra đường bị xe cán chớt trên các màn hình lớn trên cả nước nhé. Vì Giang Lưu Huỳnh có thể trích xuất ký ức, thì con cũng có thể, con vẫn nhớ rõ như in cảnh tượng đó, chớt thì cùng chớt luôn. Đây là hoàn toàn không còn gì để mất rồi, mục đích của Giang Vãn Vãn cũng rất đơn giản, chính là muốn tiền. Con con đừng có quá đáng, mẹ là mẹ của con." Vương Tuyền suýt nữa đã không nhịn được nổi giận, nhưng có máy trích xuất ký ức thì Giang Vãn Vãn lại có bằng chứng trong tay, dù bà ta có muốn mắng chửi thế nào cũng phải nhịn, bắt đầu dùng tình cảm gia đình. "Vãn Vãn, mẹ bây giờ thực sự không có nhiều tiền như vậy, 5 triệu được không? Đợi em trai con thừa kế Giang Thị, chúng ta liền lập tức đón con về, lúc đó con muốn bao nhiêu thì con lấy." Giang Diễm, Giang Vãn Vãn đương nhiên là đã gọi điện thoại cho tên em trai ngu ngốc này để xin tiền rồi. Nhưng tên em trai này lại nói như thế này, dù tôi có ném tiền vào cống rãnh cũng sẽ không cho cô một xu nào, Giang Vãn Vãn cô đi chết đi, tôi không có người chị gái độc ác như cô. Giang Vãn Vãn chỉ hận mình hồi đó sao không giết chết cậu ta, chỉ làm mù mắt cậu ta. Cô ta đã mất nhiều năm trời nỗ lực lôi kéo Giang Thành Vũ vào con đường sai trái, để anh ta tránh xa việc quản lý công ty, chính là để giảm đi một đối thủ cạnh tranh. Về phía Giang Tư Niên thì cô ta cũng không bỏ qua tìm kiếm đủ loại công thức nấu ăn có hại cho sức khỏe trên mạng, làm xong rồi đích thân đưa đến công ty. Sắp thu lưới rồi, kết quả lại đột nhiên xuất hiện Bạch Ly, kẻ giả tạo đến mức cực điểm, lại còn mang theo cái máy trích xuất ký ức chớt tiệt đó. Ha, được rồi vãn vãn, cứ thế mà quyết định đi, mẹ bây giờ liền. Không cần bây giờ đâu, cho mẹ 2 tiếng đồng hồ, 50 triệu lập tức chuyển vào thẻ của con, từ nay về sau con sẽ không bao giờ quay lại nữa, khá là hời phải không? Vương Tuyền còn tưởng sự im lặng của Giang Vãn Vãn là cô ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nào ngơ chỉ là có thêm 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. 50 triệu nói nhiều thì đối với tập đoàn Giang Thị giàu có cũng chẳng là gì, 50 triệu nói ít thì số tiền này nếu không rõ ràng mất đi thì Giang Trấn Thiên nhất định sẽ không tha cho cô ta. Vương Tuyền chỉ có thể cắn răng mà đồng ý, so với việc vào tù thì Giang Trấn Thiên dễ đối phó hơn. Chỉ là bà ta dường như đã quên Giang ra hiện tại đã khác xưa rất nhiều, ngoài bệnh viện. Tít tiếng còi xe vang lên inh ỏi ở lối ra bãi đỗ xe. Lý do không có gì khác, Giang Diễm đã ngồi sổm cả ngày để chặn người, đương nhiên là chặn Bạch Ly rồi. Nói đến việc có rất nhiều xe ra vào bệnh viện, Giang Diễm muốn phân biệt Bạch Ly ngồi trên xe nào thì rất khó. Nhưng ai bảo chiếc Ferrari màu trắng này đã xuất hiện trong ký ức của Giang Lưu Huỳnh chứ, lại còn là gần đây thôi, chiếc xe mà Bạch Ly đã nhấc bổng Giang Lưu Huỳnh lên rồi thả xuống. Anh muốn chết sao? Bạch Ly thò đầu ra ngoài cửa sổ, mắng Giang Diễm đang đặt hai tay lên nắp capo xe. Giang Diễm nghe vậy liền dùng nắm đấm mạnh mẽ đập xuống, đập ra hai cái hố, rồi khiêu khích: "Hừ, thiếu gia nhà họ Bạch đúng là tiết kiệm, một chiếc xe đến 5 năm cũng không nỡ thay, giờ để tôi giúp anh sửa cái thói xấu này." Bạch Ly nhìn thấy động tác anh ta liên tục đập vào xe mình, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng u ám, lập tức chế giễu lại: "Vẫn là thiếu gia Giang thông minh, thích cái mới ghét cái cũ, xuất viện xong liền bỏ rơi người chị gái đã ở bên cạnh 2 năm, đi tìm người chị gái mới để chơi đùa." hai người rằng co rất lâu không chỉ thu hút một đám người vây quanh bạch ly còn cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian của anh ta thôi thì đâm thẳng vào luôn bạch ly anh đừng hòng trốn tránh tôi đưa tôi đi gặp chị gái giang diễm hết xong liền trèo lên thân xe không ít người đều lấy điện thoại ra ghi lại cảnh tượng này bạch ly đạp mạnh chân ga rồi phóng vút đi cho đến khi rời xa đám người đó mới dừng lại bên đường rồi mở cửa xe xuống xe kéo người một cú đá bay người cuối cùng dùng giày đạp lên vai anh ta đây là trả lại cú đá của anh vào tôi lần trước. Tiếp theo, bốp, một cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo của anh ta, bên này chưa đủ, bốp một cái nữa bên kia cũng bị giáng một cái, lập tức đỏ lên như hai cái mông khỉ to đùng. Đây là tôi thay mặt Giang Lưu Huỳnh 7 năm trước trả lại cho anh. Cuối cùng Bạch Ly lại túm lấy cổ áo Giang Diễm, nhìn vào đôi mắt vẫn còn kiêu ngạo bất trị của anh ta, cuối cùng không nhịn được mà trầm giọng nói, anh sẽ không bao giờ gặp lại chị gái Lưu Huỳnh của anh nữa đâu, muốn biết tại sao không? giang diễm bị đánh cho chóng váng đột nhiên bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác ánh mắt đờ đẫn đột nhiên nước mắt tuôn ra như mưa vừa rồi còn kiêu ngạo thế nào thì giờ lại thảm hại thế đó mà khóc nói vì chị lưu huỳnh không muốn gặp anh nhưng chị lưu huỳnh đã tha thứ cho anh vì tội bỏ mặc chị ấy tại sao lại không không thể gặp anh chứ anh chỉ muốn gặp thôi cũng không không nhất thiết phải chị ấy tha thứ giang diễm nức nở nói khuôn mặt sưng vù và mái tóc đỏ ướt đẫm nước mắt trông càng thêm đáng thương vì, chị ấy đã chết. Giang Diễm gần như ngay lập tức ngừng nức nở, vung tay hất tay Bạch Ly đang đặt trên cổ áo mình mắng. Đồ lừa đảo, dù chị gái không muốn gặp anh thì anh cũng đừng dùng loại lời nói dối này để lừa anh, anh không muốn gặp thì thôi, anh đi đây. Nói xong anh ta liền cứng đờ người đứng dậy, cúi đầu, quay người, rời đi. Nhưng Bạch Ly nhìn bóng lưng của anh ta lại tiếp tục bổ sung. Giang Lưu Huỳnh đã chết từ tuần trước rồi, các người không biết sao, chính ở tòa nhà công ty nhà các người giọng nói của bạch ly tràn đầy vẻ nghiêm túc khi giang diễm dừng bước vô thức quay đầu lại nhìn vào mắt bạch ly muốn tìm ra bằng chứng nói dối từ trong đó thì trong mắt anh ta lại không hề có ý trêu đùa đầu óc cậu thiếu niên đột nhiên bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói đầu tiên của bạch ly hoảng loạn lắc đầu miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì cuối cùng vẫn là bạch ly mạnh mẽ túm lấy tóc giang diễm ép anh ta nhìn về phía tòa nhà cao nhất ở đằng xa chỉ vào nó nói chính là tòa nhà cao mấy trăm mét đó cứ thế mà nhảy xuống. Anh lừa người, anh lừa người, đó là tòa nhà nhà tôi. Làm sao tôi có thể không biết được, còn anh trai tôi, bố tôi làm sao có thể không biết được. Hơn nữa lúc nãy chị Lưu Huỳnh còn kết nối với rất nhiều người, nói chuyện rồi, anh chỉ muốn dọa anh thôi. Giang Diễm giống như một đứa trẻ đang giận dỗi mà vung tay vùng vẫy, còn dùng chân đá Bạch Ly. Sức lực lớn đến mức Bạch Ly bị đá bay, suýt nữa thì đập vào Giang Tư Niên đang đến từ bệnh viện số 2 bên cạnh. Cái gì vậy? giang tư niên vẫn luôn cúi đầu che vết thương căn bản không để ý phía trước có một vật thể bay tới may mà ông ta kịp né tránh nếu không thì đường khâu của ông ta lại đang mừng thầm cho đến khi ánh mắt ông ta đột nhiên rơi vào người đàn ông đang quỳ trên đường không xa a à, a à diễm sao em lại ở đây vậy còn đây là bạch ly anh đã làm gì với em trai tôi lúc này bạch ly đã bị cú đá mạnh mẽ đó đá ngã xuống đất đợi anh ta bỏ dậy nhìn thấy giang diễm đang quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa đập phá xe của mình thì lập tức, anh nên. Hỏi cậu em trai tốt của anh đã làm gì với tôi mới đúng. Bạch Ly khập khiễng đến bên cạnh Giang Diễm, trước mặt Giang Tư Niên đấm mạnh vào chán anh ta, rồi ngồi sổm xuống bên cạnh anh ta thì thầm. Tôi lừa anh được gì chứ? Giang Tư Niên không biết anh ta nói gì, nhưng nhìn thấy anh ta lại đối xử với em trai mình như vậy, lập tức giờ nắm đấm lao tới. Cuộc ẩu đả ngượng ngùng này kết thúc bằng việc cả hai người đều phải nhập viện, trong đó Giang Tư Niên không chỉ bị rách bụng, mà trên trán cũng khâu đến tám mũi. Bạch Ly cũng tương tự, vết thương ngoài da không rõ ràng, chỉ là bị xuất huyết nội, cũng phải nằm viện để quan sát. Trong ba người chỉ có Giang Diễm chỉ bị đánh một cú đấm, trẻ con vẫn là tốt, ngoại trừ vài vết xước ngoài da thì không sao cả. Nhưng tình trạng tinh thần của anh ta lại vô cùng nguy hiểm, Giang Tư Niên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của lần anh ta phát bệnh mười mấy năm trước, cũng run rẩy như vậy, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm, khuôn mặt đỏ ửng chỉ có một điểm khác biệt là lần này anh ta không hề phá phách lung tung dường như có điều gì đó giấu trong lòng vài lần định mở miệng lại thôi điều càng đáng tức hơn là giang diễm lại bỏ mặc ông ta ở đây tên vô lương tâm này sớm biết thế thì tôi đã không giúp anh ta rồi giang tư niên mắng thầm trong lòng nhưng may mắn là mục tiêu mà ông ta muốn tìm bạch ly lại ở ngay bên cạnh bác sĩ đã sắp xếp họ vào cùng một phòng có lẽ lát nữa lưu huỳnh sẽ đến tìm bạch ly như vậy thuận tiện mình cũng có thể gặp cô ấy Xin lỗi cô ấy, cầu xin sự tha thứ. Nghĩ như vậy thì cũng coi như là hóa họa thành phúc. Vì vậy Giang Tư Niên nhìn đồng hồ trên tường mà chờ đợi. Đã qua 3 phút rồi, sao Lưu Huỳnh vẫn chưa đến? Có phải, nếu Bạch Ly bị thương nặng hơn một chút thì Lưu Huỳnh mới xuất hiện. Bạch Ly đang nhắm mắt dưỡng thần vẫn chưa biết mình bị Giang Tư Niên để ý, vẫn đắm chìm trong hồi ức của mình. Cho đến khi một bóng người từ từ đến gần, bóng đen rơi xuống khuôn mặt anh ta. Giang Tư Niên anh bị điên à? bạch ly trước tiên nhanh chóng nghiêng người né tránh rồi mới lớn tiếng mắng anh phát điên cái gì vậy lúc nãy tôi nên ném anh ra ngoài mới phải giang tư niên thấy kế hoạch của mình thất bại liền không giả vờ nữa thẳng thắn hỏi em gái tôi ở đâu khi nào cô ấy đến tìm anh nếu anh không nói thì tôi sẽ đánh anh đến phòng chăm sóc đặc biệt để đợi cô ấy đến đến mức này rồi mục đích cũng đủ rõ ràng giang tư niên tưởng rằng anh ta sẽ đồng ý ai ngờ bạch ly chỉ cười nhạt một tiếng ở đâu giang tiểu viên không nói rồi sao chết rồi đừng dùng loại lời nói này để dọa tôi mau nói cho tôi biết người ở đâu không ngoài dự đoán của anh ta giang tư niên quả nhiên không tin cả gia đình này đều là loại người không thấy quan tài không đổ lệ hơn nữa đều là loại người luôn tìm cách bào chữa cho mình không biết làm sao lại sinh ra được giang lưu huỳnh giang tư niên thấy ánh mắt khinh thường của anh ta cố nén giận dữ lại nói cô ấy có thể không muốn gặp tôi tôi sẽ trốn ở sau tấm dèm này xem cô ấy đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi. Lưu Huỳnh không muốn gặp ông ta thì có thể hiểu được, nhưng nỗi lòng nhớ Nhung của ông ta thì sao? Đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, về sau ông ta cũng sẽ không nói cho ai biết. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, cô ấy đã chết rồi anh hiểu không? Ngay khi các người tin lời Giang Vãn Vãn nói cô ấy đẩy cô ấy xuống lầu, báo cảnh sát bắt cô ấy vào tù, thì cô ấy đã từ bỏ các người rồi, thậm chí là cả thế giới, cô ấy đều không cần nữa, hiểu chưa? Bạch Ly hoàn toàn chán ghét những tên ngốc này, cứ một hai người lại làm phiền anh ta, ảnh hưởng đến việc anh ta tìm kiếm tung tích của Lưu Huỳnh. Cũng không biết là ai đã bắt cóc cô ấy đi và sẽ làm gì với cô ấy. Có, phải là những người trong phòng thí nghiệm chỉ lóe lên vài cảnh tượng đó không? Hay là vì có người đã nhìn thấy công dụng của mấu cô ấy trong livestream? Họ có thể đã. Lưu Huỳnh chết rồi, thực sự chết rồi. Bạch Ly vô hồn lẩm bẩm, câu nói sau cùng không hề nói ra. Giang Tư Niên chỉ nghe thấy câu trước, cộng thêm vẻ mặt của bạch ly lập tức trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo không không thể nào trừ phi anh cho tôi xem xác của cô ấy tôi mới tin anh hơn nữa máy trích xuất ký ức máy trích xuất ký ức không kết nối với não bộ của lưu huỳnh làm sao có thể khởi động được đúng rồi còn cả việc kết nối livestream nữa anh cho tôi là ngốc à nói càng lúc càng có khí thế cuối cùng giang tư niên đã hoàn toàn chắc chắn bạch ly đã sớm mất quyền kiểm soát livestream đương nhiên cũng không thể phản bác hai chuyện này nhưng điều này cũng nhắc nhở anh ta lưu huỳnh ở nơi khác livestream có thể tiến hành bình thường có khi nào là vì đối phương đã đánh cắp dữ liệu thí nghiệm của họ rồi cũng chế tạo ra một máy trích xuất ký ức việc kết nối đó không họ tuyệt đối không thể mở được chiếc khóa tâm trí mà chính họ đã thiết kế chắc chắn là có người giả mạo nhưng mục đích của tất cả những điều này là gì giang tư niên thấy anh ta im lặng lâu như vậy mà không giải thích gì thêm càng thêm tức giận anh đừng có giả vờ ở đây có phải là anh đã bày ra kế hoạch tồi tệ này không? Cho rằng lừa chúng tôi rằng Lưu Huỳnh đã chết thì chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Tôi nói cho anh biết điều đó không thể nào. Dù Lưu Huỳnh thực sự đã chết thì tôi cũng phải đào ba thước đất lên để tìm thi thể của cô ấy. Ừ, rồi sao nữa? Ánh mắt Bạch Ly nhìn ông ta như thể ông ta quá tự phụ. Giang Tư Nhiên nghẹn lời, đúng lúc ông ta định tiếp tục nói, kế tiếp sẽ làm thế nào để báo thù cho cô ấy thì, có thể thay đổi được gì? Cô ấy có thể sống lại được không? Sự hối hận của anh có thể kéo dài bao lâu? Ba câu hỏi liên tiếp của Bạch Ly lại một lần nữa nhấn chìm ông ta vào đáy vực. Dù có báo thù cho Lưu Huỳnh thì cô ấy cũng không sống lại được, dù ông ta hối hận cả đời cũng không thay đổi được điều gì. Nhưng, nếu ông ta ngay cả hối hận cũng không làm được thì làm sao có thể chuộc lỗi? Đây chắc chắn là một bài kiểm tra, là Lưu Huỳnh đang thử thách họ, muốn biết phản ứng của họ khi biết tin cô ấy chết. Đúng vậy, Lưu Huỳnh cô ấy không chết. Hối hận cả đời là điều tôi đáng nhận, nhưng Lưu Huỳnh không làm gì sai cả, người đáng chết không phải là cô ấy. Nói xong Giang Tư Niên không dám nghĩ đến đề bài mang tên nếu Giang Lưu Huỳnh đã chết nữa. Hơn nữa vì hét quá mạnh nên vết thương trên mặt ông ta cũng dỉ ra máu, khuôn mặt biến dạng. Bạch Ly thấy nói với ông ta cũng không được, thì thôi vậy. Tên cứng đầu. Thật muốn xem khi ông ta nhìn thấy báo cáo tử vong của Giang Lưu Huỳnh thì sẽ thế nào. Nhưng, có lẽ livestream sẽ chiếu đến cảnh đó. Nghỉ ngơi một đêm, buổi livestream ngày hôm sau diễn ra đúng như dự kiến. Vẫn là AI tự vận hành, Bạch Ly từ đầu đến cuối cũng không hề động đến máy trích xuất ký ức. Nhưng anh ta cũng không có thời gian để nghiên cứu phát minh nữa, mà đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Giang Lưu Huỳnh. Đến rồi, oa trời, vừa mới bắt đầu phát sóng đã có một tỷ người xem rồi nè, hệ thống cũng không bị sập, Bạch Ly giỏi quá giỏi quá. Nhưng hôm nay vẫn không có livestream hu hu hu, mình khá là muốn xem biểu cảm của gia đình Giang, đây không phải là một điểm thú vị hay sao ủng hộ ủng hộ, Bạch Ly mau chóng bắt bọn họ lại đi, nếu không thì lượng người xem của anh sẽ không lên được à? Không ai mua kính của anh nữa rồi. Bốp, đột nhiên mọi người nghe thấy một tiếng động chói tai, mọi người đều vô thức bịt tai lại, cả mắt cũng nhắm chặt, mất một lúc lâu mới mở ra. Màn hình tối đột nhiên sáng lên. Hay nói đúng hơn là một chiếc đèn trong cảnh quay đột nhiên bật sáng. Một chiếc ghế, trên ghế bị chói lại là, người đàn ông cúi đầu chậm rãi tỉnh dậy, ngẩng đầu lên thì ánh mắt ngơ ngác, liên tục nhìn quanh cho đến một lúc nào đó khuôn mặt anh ta hướng về phía ống kính. Bạch Ly, trời ơi Bạch Ly tự trói mình à? Tự mình vào bẫy à? Vì rating mà cũng liều mạng thế. Ngốc quá các bạn ơi, đây là ký ức của Giang Lưu Huỳnh. Đương nhiên là Bạch Ly bị trói trước đó rồi chứ. Khoảng cách thời gian đừng có lớn như vậy đi mình phục luôn rồi, dây trước còn ở bệnh viện hôm nay đã đến nhà máy rồi, xe mình hoa mắt chóng mặt quá. Bạch Ly cũng tỉnh lại bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng sợi dây thừng to như cánh tay cũng không phải là đồ ăn chay hoàn toàn không hề lỏng ra một chút nào. Anh ta chỉ có thể hét lớn, "Ai đó? Ai ở đây?" Kéo dài khoảng 3-4 phút, mọi người chỉ thấy Bạch Ly vùng vẫy và hét lớn, nhưng lại không thấy Giang Lưu Huỳnh xuất hiện. Hơn nữa vẻ ngoài của Bạch Ly cũng không khác gì so với những gì họ đã thấy trong livestream ngày kia, cảm giác như là Bạch Ly hiện tại nhiều điểm nghi vấn xuất hiện. Cuối cùng, trước mắt Bạch Ly đột nhiên xuất hiện một tấm màn trắng, giống như rơi xuống từ trần nhà vậy. Nhưng khi anh ta muốn nhìn kỹ thì lại phát hiện vực thẳm vô tận. Nhưng điều này là thế nào được? Sao lại không có trần nhà chứ? Tim Bạch Ly đập nhanh, cũng vào lúc này trên tấm màn trắng xuất hiện hình ảnh của anh ta và bình luận. Thực sự không phải là Bạch Ly hiện tại bị bắt cóc sao? Thật là phi lý đi, tổng cộng không thể nào là có người bắt cóc anh ta rồi lại dùng phát minh của anh ta để nói với chúng ta chứ. Nơi này thật sự rất kỳ lạ, mình vừa mới cắt ảnh gửi cho chuyên gia chỉnh sửa ảnh của mình. Kết quả dù chỉnh sửa thế nào thì nền cũng trống rỗng, dường như không có điểm cuối. Ê các bạn cứ yên tâm đi, Tiến sĩ Bạch đang ngủ ngon lành ở bệnh viện nhà chúng ta nè. Ảnh JPG, Bạch Ly, đó không phải là tôi. Tôi hiện tại đang bị nhốt ở nơi này, mau báo cảnh sát giúp tôi. Những gì đến tai cư dân mạng lại là Cái gì vậy? Bạch Ly đang diễn kịch cầm à? Biểu cảm cường điệu nhưng lại không hề có tiếng nói. Ha 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 lúc nãy vẫn nghe được anh ta nói, bây giờ lại không nghe thấy nữa thì nhất định là vậy rồi. Không ngờ tiến sĩ Bạch trông có vẻ nghiêm túc lại cũng làm những việc hài hước như vậy, livestream đã tăng lên 11 tỷ người xem rồi, cố gắng lên nhé tiến sĩ Bạch. Bạch Ly sắp phát điên rồi, anh ta phát hiện ra chỉ cần anh ta nói đến những từ khóa như báo cảnh sát, bắt cóc thì đều bị livestream chặn lại, điều quan trọng hơn là người không biết từ đâu đến nó. Lại có ảnh của anh ta, ảnh chụp thông tin ngày tháng lại chính là lúc nãy. Đợi đã, lúc nãy, lúc nãy là ngày 13 tháng 7 lúc 8 giờ 9 phút, cho nên hiện tại cũng là ngày này livestream livestream sắp bắt đầu rồi sao hay là đã bắt đầu rồi a a a thả tôi ra nhưng sự vùng vẫy của anh ta chỉ thu hút sự chế giễu của đám đông cho rằng đây là thủ đoạn câu khách của anh ta mà thôi nhưng rất nhanh bạch ly liền bình tĩnh lại vì màn hình trước mặt anh ta đột nhiên thu nhỏ hình ảnh của anh ta lại thay vào đó là một hình ảnh khác ký ức của giang lưu huỳnh cô ấy vẫn nằm trên chiếc giường bệnh đó chỉ là lúc này cổ tay cô ấy đã được băng bó có vẻ như đã phẫu thuật xong Bác sĩ thấy cô ấy mở mắt liền lập tức đến nói với cô ấy, "Cô gái, cô tỉnh rồi à? Yên tâm đi, cô không cần phải đi làm thêm để trả tiền nữa đâu, vì anh trai cô đã đến trả tiền phẫu thuật rồi. Bây giờ tay cô tôi cũng đã nối lại thành công rồi, rất nhanh cô sẽ hoạt động linh hoạt như trước kia." Giang Lưu Huỳnh nghi ngờ nhìn bác sĩ, khan giọng hỏi, "Anh trai?" Nhưng có vẻ như ông ta không nghe thấy lời nói của Giang Lưu Huỳnh, vẫn tiếp tục kể những điều cần lưu ý. Bình luận cũng vào lúc này nổ tung. Hú 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 mình biết mà Giang Tư Niên vẫn còn lương tâm, tổng tài đẹp trai và dịu dàng như vậy làm sao lại không quan tâm đến em gái ruột của mình chứ? Lừa đảo, Giang Tư Niên dịu dàng à? Anh ta có khuôn mặt lạnh tanh mà còn muốn gây rối ở đây, nhất định là anh Thành Vũ đã cứu cô ấy. Anh ta dù đầu óc không được nhanh nhẹn nhưng anh ta tốt bụng mà. Thường xuyên thấy báo chí đưa tin anh ta cứu mèo hoang đó. Nực cười, chuyện Giang Tư Niên cứu trợ trẻ em nghèo khó sao các người không nói? Nghe xong những điều bác sĩ dặn dò thì khóe miệng Giang Lưu Huỳnh khẽ nhếch lên. "Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Em có thể xuống giường, đi gặp anh trai em được không ạ? À? Có chuyện rất quan trọng phải nói với anh ấy trước." Giọng nói khàn khàn trong vài phút vừa rồi đã được cải thiện phần nào, giờ đã sáng sủa hơn nhiều. Nhưng bác sĩ nghe xong liền thẳng thừng từ chối, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Giang Lưu Huỳnh nở nụ cười lần nữa. "Cô mới tỉnh dậy, muốn gặp thì anh trai cô đến gặp cô thôi. Anh ấy đã đứng ở ngoài cửa canh cô cả ngày rồi." dưới sự chú ý của hàng chục tỷ con mắt một bóng người nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng bệnh qua tấm kính trong suốt ở giữa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người đó mặc đồ thể thao fan của hai nhà lại bắt đầu cãi nhau cho đến khi khuôn mặt của anh ta hoàn toàn xuất hiện trên màn hình thì fan của hai nhà đều im lặng lưu huỳnh em muốn gặp anh à thì ra là bạch ly hai tay đút túi bước vào với vẻ tự tin giang lưu huỳnh khi nhìn thấy anh ta thì nụ cười trên khóe môi lập tức biến mất nhẹ giọng hỏi sao lại là anh trả tiền thuốc men cho em nhưng anh làm sao biết bạch ly đột nhiên tiến lại gần khuôn mặt tuấn tú phóng đại khiến cô ấy nuốt xuống những lời định nói ngả người ra sau dm bạch ly khuôn mặt này tuyệt vời quá đi lại còn giúp cô ấy trả tiền thuốc còn đứng ở cửa đợi cô ấy lâu như vậy không phải là giang lưu huỳnh thì cô cứ nhận anh đi nhận thêm một người anh trai cũng không cần mất nhiều sức đâu chị ơi những người cảm thấy may mắn vì điều này chỉ có bạch ly là người mặt mày tái nhợt trên mặt không còn chút nụ cười nào như trước nhưng không ai để ý đến anh ta cả mọi người đều đang chú ý đến hành động tiếp theo của giang lưu huỳnh trên màn hình chỉ thấy cô ấy vẫn giữ thái độ chống đối nói cảm ơn anh em sẽ trả tiền cho anh nói xong bạch ly vẫn không có hành động gì khác chỉ dùng ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào cô ấy dường như muốn nhìn thấu linh hồn cô ấy vậy lại còn rất gần nữa giang lưu huỳnh vô cùng khó chịu muốn đẩy anh ta ra nhưng vừa cúi đầu xuống liền thấy tay mình được bó thành một quả bóng lớn không có sức làm bất cứ việc gì bạch ly nhìn theo ánh mắt cô ấy lập tức mỉa mai với bộ dạng hiện tại của em em đã nghĩ xem mình sẽ ăn uống như thế nào chưa gia đình em đã không cần em nữa rồi em có tiền thuê người giúp việc không đến giờ rồi mà vẫn còn hy vọng vào họ sao khuôn mặt nhỏ nhắn của giang lưu huỳnh lập tức trắng bệch sự bình tĩnh giả tạo bị đánh sập hoàn toàn cô ấy vốn dĩ đã không còn hy vọng nữa rồi nhưng mà ồ tôi hiểu rồi em nghe bác sĩ nói anh trai em đã trả tiền thuốc men cho em chỉ có chuyện nhỏ nhặt này thôi mà đã khiến em suy sụp như vậy sao em thực sự là kẻ ăn cháo đá bát đó nha những lời của bạch ly đâm thẳng vào tâm tư của giang lưu huỳnh phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô ấy khiến cô ấy liên tục lùi bước nhưng những lời tàn nhẫn hơn vẫn còn ở phía sau bạch ly liền lấy điện thoại ra hình ảnh hiển thị trước mặt cô ấy chính là một phòng bệnh tất cả mọi người trong nhà giang đều đang vây quanh giang vãn vãn còn giang diễm thì đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt lại giang lưu huỳnh nhanh chóng quay đi không còn nhìn nữa nhưng dù không nhìn thì cô ấy cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này chẳng qua là giang vãn vãn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy rồi những người đó căn bản không cần chứng cứ mà tin tưởng tin tưởng giang vãn vãn vô điều kiện không hề nghi ngờ cô ấy cô ấy cũng thực sự điên rồi mới nghĩ rằng người anh trai mà bác sĩ nói đến lại là họ thật nực cười bạch ly thấy vẻ mặt chua chát mỉa mai của giang lưu huỳnh nhân cơ hội này tấn công bấm vào nút phát video chỉ thấy trong video giang chấn thiên hai tay chống nạnh vẻ mặt giận dữ gầm lên. Tôi biết rồi Giang Lưu Huỳnh đang lừa tiền tôi, cô ta chỉ muốn kiếm được một khoản trước khi bỏ trốn, tôi lại ngu ngốc chuyển cho cô ta một triệu. Giọng nói trong phòng bệnh thậm chí còn vọng lại, thu hút sự chú ý của những người khác. Được rồi bố, tiền đã chuyển rồi thì đừng nói nữa, không thấy vãn vãn đang buồn sao. Hơn nữa Giang Lưu Huỳnh là loại người gì chúng ta không phải đã biết rồi sao, chỉ có bố vẫn ngu ngốc tin cô ta nhập viện. Giang Thành Vũ vừa vỗ vai Giang Vãn Vãn, vừa an ủi giang tư niên ở phía bên kia ghế sofa thu hồi ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn tin nhắn người giúp việc gửi đến tiểu thư cả đã mất tích cả đêm giang lưu huỳnh đúng như lời bố nói là bỏ trốn để trốn tránh tội lỗi sao ông ta vốn dĩ còn muốn cho cô ấy một cơ hội vì cô ta không trân trọng vậy thì đợi diễm tỉnh lại rồi báo cảnh sát gần trường học đều có camera giám sát tìm ra hung thủ để buộc tội giang lưu huỳnh chắc chắn không khó hơn nữa nhà còn có camera giám sát cô ta đột nhập vào phòng vãn vãn để bắt nạt cô ấy giang tư niên ánh mắt kiên định quả quyết muốn báo cảnh sát bắt em gái ruột của mình mà trong phòng bệnh lại không có ai khuyên can dường như đều mặc định phương án này không bác sĩ nói em trai thực ra không sao em cũng chỉ bị thương ngoài ra thôi tao sao có thể báo cảnh sát bắt người nhà mình được chứ đúng rồi bố nếu chuyển ra ngoài thì chị ấy còn sống sao nữa gia đình chúng ta cũng sẽ bị người ta cười nhạo ai mà ngờ cuối cùng lại là giang vãn vãn thủ phạm chính đứng ra ngăn cản không được sự nhượng bộ của chúng ta chỉ khiến Giang Lưu Huỳnh càng thêm được đà, nhất định phải để cô ta gây ra án mạng rồi mới ngăn cản thì đã muộn rồi, cô ta nhất định phải vào tù. Video kết thúc ở đây, có thể thấy được là do camera giám sát trong phòng bệnh quay lại. Có lẽ Giang Lưu Huỳnh đã sớm chán nản, cho nên tâm trạng không hề sụp đổ như trước kia, mà là không hề có cảm xúc. Thành tâm thành ý nhìn về phía Bạch Ly nhẹ giọng nói, cảm ơn anh, em hiểu rồi. Bạch Ly vô cùng hài lòng gật đầu. Ừm. Vậy nên em hãy về với tôi đi. Nhưng nếu em vẫn chọn lang thang ngoài kia, cuối cùng bị cảnh sát bắt thì tôi sẽ không giúp em nữa đâu, dù sao thì sự tốt bụng của tôi cũng có giới hạn thôi. Những lời anh ta nói sau đó, những lời mỉa mai đó như những mũi kim đâm vào trái tim cô ấy, đau nhói. Tốt bụng, cô ấy chưa từng cảm thấy mình tốt bụng, chỉ là đã làm những gì có thể, chỉ muốn giành lấy những gì thuộc về mình, nhưng cuối cùng, cô ấy đều thất bại. Không những không vạch trần bộ mặt thật của Giang Vãn Vãn, mà còn không thể bảo vệ chính mình suýt nữa thì hỏng tay đứt đoạn con đường tương lai tươi sáng đây là những thứ còn lại của cô ấy giang lưu huỳnh do dự giữa suy nghĩ trước kia và lời nói của bạch ly hai luồng sức mạnh đang giằng xé cô ấy nghe lời tôi đi về nhà với tôi tôi sẽ thuê người giúp việc chăm sóc em cho em một thân phận mới hoàn toàn xa rời họ được không tôi cũng không có mục đích gì khác chỉ muốn có thêm một người em gái thôi em cũng biết nhà chúng tôi chỉ có mỗi mình tôi rất cô đơn Bạch Ly vuốt ve mái tóc cô ấy, giọng nói dịu dàng dụ dỗ. Sau nhiều năm tiếp xúc, anh ta cũng đã hiểu Giang Lưu Huỳnh là người như thế nào rồi, độc lập, tự chủ, chưa từng thích phiền phức người khác, đồng thời còn là một người cứng đầu, chỉ mềm lòng với những người thân thiết. Nếu không đưa ra lý do thuyết phục thì cô ấy sẽ không dễ dàng đi cùng anh ta. Trong livestream không ít người lại một lần nữa bị vẻ ngoài dịu dàng dụ dỗ của Bạch Ly làm cho say đắm. Làm ơn hãy đi với anh ấy đi. Nếu quay về thì chẳng phải lại tự tìm khổ cho mình sao? Mình không biết nên mắng em thế nào nữa, thật là hết nói nổi. Đồ thánh mẫu ngốc nghếch, Bạch Ly đúng là mù mắt rồi, giúp em nhiều lần như vậy, bây giờ lại còn vì cho nhiều người biết chuyện của em mà tự đạo diễn, bị chói lâu như vậy chắc chắn rất khó chịu. Thực ra mình cảm thấy Giang Lưu Huỳnh giống như chú chó do kẻ buôn chó nuôi vậy, dù bị đánh đến thâm tím vẫn sẽ quay về, dù biết đối phương muốn ăn thịt mình, vẫn sẽ quay về, nhưng đến lượt chú chó thì các người lại thấy chú chó đáng thương. Sao đến lượt Giang Lưu Huỳnh thì các người lại mắng cô ấy là thánh mẫu chứ? Dường như mọi người đều cho rằng Giang Lưu Huỳnh lần này nhất định sẽ từ chối, ngay cả Bạch Ly lúc đó cũng nghĩ như vậy. Ai ngờ câu nói tiếp theo của cô ấy, "Em đi với anh, sau này em kiếm được tiền sẽ trả lại anh gấp 10 lần." Bạch Ly nghe câu đầu tiên liền ngẩn người, không ngờ cô ấy lại đồng ý nhanh như vậy, anh ta còn tưởng phải trải qua vài lần nữa. Anh biết anh không thiếu tiền, nếu anh có việc gì cần em làm, em nhất định sẽ hết sức mình để báo đáp anh. Giang Lưu Huỳnh tưởng rằng Bạch Ly không thèm số tiền gấp 10 lần đó, liền lại thêm một cách ngượng ngùng. Có lẽ kế hoạch thành công quá nhanh, Bạch Ly cũng vào lúc này hoàn hồn lại, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười gật đầu. Rồi đưa tay ra gạt phăng mái tóc che khuất khuôn mặt cô ấy, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của Giang Lưu Huỳnh và đôi mắt vô cùng nghiêm túc. Cuộc sống sau này nhất định sẽ thú vị hơn đấy, em gái, nghe lời là sự báo đáp lớn nhất của em, chỉ cần khuôn mặt này thôi cũng đã quá đáng giá rồi giang tư niên canh giữ bên giường bệnh của giang thành vũ nhìn thấy tất cả mọi chuyện không thể tin được lắc đầu đừng đừng em là em gái tôi sao có thể nhận bạch ly làm anh trai được chứ dường như ông ta đã đặt mình vào tình huống đó hoàn toàn quên mất hiện tại họ đang là người yêu chưa cưới giang thành vũ vừa tỉnh dậy đã thấy anh trai mình đang lẩm bẩm một mình cho đến khi nhìn thấy chiếc kính anh ta đang đeo mới hiểu ra chắc chắn lại thấy được điều gì đó khiến ông ta ái náy về lưu huỳnh đúng lúc anh ta định tiếp tục giả vờ ngủ để tránh né thì trong lồng ngực đột nhiên cảm thấy một cơn nóng rát khụ 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 một tiếng ho mạnh làm giang tư niên đang chìm đắm trong vr tỉnh lại em hai em tỉnh rồi tốt quá cùng anh xem cuối cùng cùng anh đi tìm lưu huỳnh để sám hối chỉ có chúng ta cùng nhau nỗ lực mới có thể níu kéo cô em gái từng yêu thương chúng ta giang tư niên không hề để ý đến tiếng ho của anh ta liền đưa chiếc kính trên bàn đầu giường cho anh ta nhưng giang thành vũ lại không hề nhận lấy mà là che ngực riêng gì. Anh à, em đau tim, em, em xem TV là được rồi, không cần đeo kính đâu. Thực ra là cảm giác đau đớn do kính kết nối khiến anh ta phải lùi bước. Đương nhiên cơn đau ở ngực cũng là một cơn đau lớn, nếu hai cái cùng nhau. Giang Thành Vũ thực sự sợ mình sẽ đau đến chết. Nghe vậy Giang Tư Niên cau mày, rồi ông ta đột nhiên nhớ đến cuộc gọi điện thoại sáng nay, lông mày lập tức giãn ra, nói với anh ta. Không cần lo lắng, người của tôi đã tìm được trái tim phù hợp cho em rồi người hiến tặng nói có thể phẫu thuật bất cứ lúc nào đợi chúng ta xem xong livestream ngày hôm nay thì vứt bỏ trái tim rác rưởi này đi thay một trái tim mới là được nghe lời đeo vào đi chúng ta phải cùng lưu huỳnh chịu đựng nỗi đau thấy anh ta vẫn cứ chống đối ánh mắt giang tư niên lập tức trở nên nguy hiểm hơn giây tiếp theo ông ta trực tiếp dùng tay ấn mạnh vào phía sau gáy giang thành vũ rồi đeo kính cho anh ta anh bị điên rồi anh bị điên rồi cuối cùng giang thành vũ vẫn yếu thế hơn đeo thì đeo rồi nhưng khi anh ta định tháo ra thì vẫn bị ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của giang tư niên dọa cho không dám động đậy qua hai giây nữa đúng lúc anh ta định lén lút điều chỉnh dữ liệu cảm giác thì đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói giết đau quá ai đó lần này lại là ai bắt nạt giang lưu huỳnh vậy cô ấy không thể tự bảo vệ mình được sao giang thành vũ che cổ tay mở mắt ra thì ra là bác sĩ đang tháo băng gạc ở vết mổ trên cổ tay giang lưu huỳnh tay cô ấy được cứu rồi quá tốt rồi Sao lúc nãy anh lại có vẻ buồn rầu như vậy? Giang Thành Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn sang, kết quả lại nhìn thấy một giọt nước mắt từ trên không trung rơi xuống. Tay Lưu Huỳnh nối lại không phải là chuyện tốt sao? Anh sao lại khóc? Cô ấy không cần chúng ta nữa rồi, cô ấy không cần chúng ta nữa rồi, Thành Vũ em còn nhớ không? Từ sau lần đó, cô ấy không còn xuất hiện ở nhà nữa, cô ấy đi với Bạch Ly rồi. Giang Thành Vũ nghe xong liền choáng váng, không xuất hiện sao? Anh nhớ nhầm rồi đúng không? sao lại là đi với bạch ly rõ ràng là bạch ly đã đưa cô ấy về nhưng sau đó em thực sự không gặp cô ấy nữa chắc là đi học đại học rồi anh có thể đi hỏi em ba anh ấy luôn ở nhà chắc chắn biết có đi học đại học hay không thì anh ta cũng không biết vì không nhớ nổi nữa hơn nữa anh ta cũng không về nhà nhiều lắm giang tư niên thì càng không cần nói ông ta đang bận rộn học tập để kế thừa công ty hầu hết thời gian đều ở căn hộ bên cạnh công ty giang tư niên mặt cứng đờ nửa tin nửa ngờ tiếp tục xem Mọi việc xong xuôi, bác sĩ không nhịn được lại cảm thán: "Tuyệt vời quá, cô gái, khả năng tự phục hồi của cô đúng là tôi chưa từng gặp trong 50 năm làm nghề, nhưng mà nhìn báo cáo xét nghiệm máu của cô, tất cả các chỉ số lại đều bình thường, thật kỳ lạ. Nhưng xương ở đây của cô vẫn cần phải dưỡng, những ngày này tuyệt đối đừng làm việc nặng nhọc nhé." Giang Lưu Huỳnh được khen chỉ cúi mắt xuống, căn bản không nhìn ra được cảm xúc, chỉ ừ một tiếng. Suy nghĩ lại đã bay xa nhớ lại những chất lỏng kỳ lạ từng được tiêm vào cơ thể cô ấy thử nghiệm hàng trăm lần có lẽ hàng nghìn lần cô ấy không nhớ nổi nữa cho đến khi mũi tiêm cuối cùng được tiêm vào thì cô ấy mới có được năng lực này lúc đó cô ấy chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể phục hồi như cũ dù là vết cắt vết bỏng vết độc nhưng theo thời gian trôi qua khả năng tự phục hồi của cô ấy dường như đang giảm yếu có phải rất nhanh cô ấy cũng sẽ trở nên giống như người bình thường bác sĩ cũng vào lúc này hơi do dự mở miệng hỏi Cô gái, nếu cô còn thiếu tiền thì sao? Hay là, đến bệnh viện chúng tôi làm người tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc, sẽ không đau đầu. Sẽ không đau đâu, sẽ không đau đầu. Họ cũng nói như vậy. Không, không cần đâu bác sĩ. Giang Lưu Huỳnh đột nhiên đứng dậy một cách hoảng hốt, cúi sâu người xuống, hồi hộp đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp. Sau đó cô ấy giống như một con thú đang bỏ chạy mà chạy vụt ra ngoài, không cho bác sĩ cơ hội giữ lại mà chạy ra khỏi bệnh viện, cuối cùng thở hồn hển ngồi sổm bên đường. Thật keo kiệt có năng lực như vậy mà lại không muốn đóng góp cho y học. Chắc là bị ám ảnh bởi thí nghiệm rồi, dù livestream trước đó chỉ thoáng qua vài đoạn ngắn, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được sự áp lực, huống chi là bị nhốt trong đó cả năm trời. Thí nghiệm của bệnh viện rất chính quy, hơn nữa cô ấy chỉ khổ sở một năm, bây giờ có một con đường để cô ấy thoát khỏi đói nghèo và được tôn trọng mà cô ấy lại từ chối. Có lẽ nếu năm đó cô ấy không tham gia thí nghiệm thì con trai tôi bị ung thư đã không chết, đều là do cô ta hại chết con trai tôi. Con gái đúng là nhỏ mọn, nếu mình có thể cứu vớt chúng sinh thì dù khổ sở 10 năm mình cũng sẵn lòng. Thần nông, hoa đà đều sẵn lòng nếm trăm loại cỏ thuốc, thử độc. Nhìn những người này, một khi liên quan đến lợi ích của bản thân thì sẽ dùng đạo đức để trói buộc họ. Giang Tư Niên tức giận đến mức muốn xé nát lớp áo choàng ảo này của họ, để tất cả những người này đều được nếm trải những đau đớn mà Lưu Huỳnh từng phải chịu. A a a, các người những tên ngốc nói không đau không ngứa có thể chết đi được không? giao không đâm vào người mình thì mãi mãi không biết đau cùng tôi đọc ba lần giang lưu huỳnh không có nghĩa vụ giang lưu huỳnh không có nghĩa vụ giang lưu huỳnh không có nghĩa vụ các người sống chất ra sao với lưu huỳnh của tôi không liên quan gì cả hiểu không phát minh có lợi cho xã hội này không được tung ra thị trường ở nước ngoài họ phải bảo vệ cỗ máy này phòng ngừa những kẻ xấu dùng nó để làm hại người khác và trục lợi còn trọng tâm của những người trung quốc khác lại đặt vào những lời khác của quả bóng ý của nó là người đeo vr nói âm thanh không lớn là vì giang lưu huỳnh hiện tại không nghe thấy gì Tai cô ấy bị sao vậy? Dù có thoái hóa thì cũng không thể trong vài ngày ngắn ngủi mà thoái hóa như vậy được. Có phải là đám người đáng chết đó đã đánh vào tai cô ấy rồi không? Em Giang Lưu Huỳnh hiện tại không phải đã ở bệnh viện rồi sao? Sao không khám tai đi? Bạch Ly cũng đã nói sẽ trả tiền cho cô ấy. Cô ấy cũng đã đồng ý làm em gái của anh ta. Sau này sẽ trả tiền. Không hiểu. Tầng trên bạn đương nhiên không hiểu được rồi. Dù sao bạn cũng không phải là người có năng khiếu bẩm sinh ngay từ khi sinh ra đã có thính lực siêu phàm giang lưu huỳnh từ nhỏ đến lớn căn bản không biết thính lực bình thường là như thế nào dù bây giờ bị thương thì cũng chỉ biết mừng vì cuối cùng mình cũng trở nên giống người bình thường rồi phải không ít nhất giấc mơ của giang lưu huỳnh trước kia không phải là sống một cuộc sống bình thường sao về nhà là để tìm kiếm sự bảo vệ nhưng khi nơi trú ẩn này không còn có thể bảo vệ cô ấy nữa thì cô ấy chỉ có thể cố gắng sống bình thường hòa nhập với người thường nhưng kết cục cuối cùng là gì là hơn một nửa người trên thế giới đều biết tên cô ấy xem những gì cô ấy đã xem, cảm nhận những gì cô ấy đã cảm nhận, và con số này vẫn đang tăng lên, rồi sẽ có một ngày toàn thế giới đều biết. Thậm chí là sau này. Nhưng lúc đó Giang Lưu Huỳnh không hề nghĩ sẽ có ngày này, lúc này vẫn đang ngơ ngác nhìn người đàn ông bước xuống xe. Chia tay về phía cô ấy. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đây chính là điều cô ấy hàng mong ước, hàng trông chờ. Trong những ngày tháng tinh thần bị tra tấn đến sụp đổ, có một bàn tay cứu cô ấy, giúp cô ấy, nói với cô ấy. Tôi đưa em về nhà. Giang Lưu Huỳnh không hiểu sao lại gật đầu, hành động này dường như đã làm trong mơ vô số lần, nắm chặt, đứng dậy, đứng vững. Lần này Bạch Ly lái xe vô cùng êm ái, không hề cảm nhận được chút rung lắc nào, dừng lại trước một biệt thự lớn hơn và nguy nga hơn nhà họ Giang. Nơi này thậm chí không phải là khu biệt thự, mà là một khu trang viên khổng lồ được xây dựng trên núi. Em chắc chưa gặp bố tôi đâu nhỉ? Nhưng không sao, bố tôi hầu như không ở nhà, cứ coi đây như nhà của em đi bạch ly nói xong liền xuống xe lịch sự mở cửa xe cho cô ấy còn giang lưu huỳnh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về những lời mình vừa nghe sao lại chưa gặp chứ không phải là trước đây trong một bữa tiệc ở biệt thự nhà họ giang mà anh ấy đã cùng cô ấy tham dự sao nhưng cô ấy rất nhanh liền hiểu ra dù sao lúc đó cô ấy bị nhốt trong biệt thự giang trấn thiên không cho phép cô ấy ra ngoài cho nên anh ta cảm thấy mình không thấy cũng là chuyện bình thường nghĩ như vậy giang lưu huỳnh nở nụ cười với bạch ly cảm ơn anh em sẽ cố gắng làm hòa với chú, không làm anh khó xử. Không hề được sự đồng ý của phụ huynh mà tự tiện đáp ứng lời đề nghị này, cũng không biết khi chú Bạch biết mình sẽ đến ở trong nhà anh ta thì sẽ phản ứng thế nào. Nhưng nhớ lại người đàn ông trung niên hiền lành mà mình đã từng gặp, chắc sẽ không khó gần, huống chi là mình đang nhờ người nương tựa. Bạch Ly không giải thích gì, đỡ cô ấy xuống xe rồi đi trước dẫn đường. Cho đến khi cánh cửa cổ kính nặng nề mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước ra dừng lại trước mặt hai người. Đúng lúc Giang Lưu Huỳnh định gọi chú ấy thì, "Thiếu gia, tiểu thư, chào mừng về nhà." Giang Lưu Huỳnh không hiểu gì cả, cả người ngơ ngác tại chỗ, nhìn người đàn ông trung niên, lại nhìn Bạch Ly. Lý do là khuôn mặt này giống hệt với khuôn mặt mà cô ấy đã nhìn thấy trong bữa tiệc năm đó. Bạch Ly cũng vào lúc này giới thiệu với cô ấy, "Đây là chú Triệu, quản gia của nhà chúng tôi, nếu em có gì không hiểu thì cứ hỏi chú ấy." Chú Triệu cũng rất lịch sự cười với cô ấy, rồi nói, trước kia tôi và tiểu thư đã gặp nhau ở nhà họ giang không biết tiểu thư còn nhớ không hóa ra không phải là bố của bạch ly sao hóa ra hai năm nay cô ấy vẫn nhận nhầm người vậy thì bố của bạch ly tim giang lưu huỳnh đột nhiên đập nhanh một cảm giác hoảng loạn trước điều chưa biết vẫn luôn khó mà kìm nén đặc biệt là khi cô ấy nhìn thấy bạch ly nở nụ cười với mình đi thôi tôi dẫn em vào làm quen đây là nơi em sẽ sống sau này nói xong liền nắm lấy cổ tay giang lưu huỳnh đi vào trong cô ấy vẫn chưa kịp hoàn hồn vì hoảng loạn thì đã bị bạch ly dẫn vào trong chú triệu thì ở phía sau đưa tay ra dường như có điều gì đó muốn nói nhưng đã muộn rồi chớp mắt một cái hai người đã đến phòng khách sự trang trí bên trong hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài lộng lẫy của biệt thự này trái lại bên trong rất đơn giản nhưng dù sao thì tòa nhà cũng quá lớn đến nỗi dù ban ngày bên trong vẫn rất tối bạch ly cau mày đi đến bên kia bật đèn định giới thiệu phòng khách cho giang lưu huỳnh thì vô tình nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bố con sao hôm nay bố lại về nghe thấy giọng nói có chút kinh ngạc của anh ta giang lưu huỳnh vội vàng đi tới định chào hỏi nhưng đúng lúc cô ấy đến bên cạnh ghế sofa thì người đàn ông lên tiếng sao nào đây là nhà của tôi mà tôi lại không được về sao giọng nói này bước chân giang lưu huỳnh khựng lại và khi người đàn ông quay đầu lại chào cô bé giang lưu huỳnh cùng với lời chào hỏi đó cô gái hoàn toàn cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích sau khi đầu óc trống rỗng một lúc trong lòng vang lên vô số giọng nói ông ấy là tiến sĩ bạch là bố của bạch ly giang lưu huỳnh cô thật ngốc cô thật ngu ngốc dấu dếm vất vả bốn năm nay lại chủ động đến đây đáng lẽ ra phải nghĩ đến đáng lẽ ra phải nghĩ đến không đợi đã tiến sĩ bạch là bố của bạch ly cho nên nhất định cũng sẽ biết giang trấn thiên đó là bố của cô ấy hơn nữa ông ấy vừa rồi gọi là Giang Lưu Huỳnh. Ông ấy biết tên của mình, biết mình là ai, vậy thì lúc trước tại sao? Bạch Ly đúng lúc này lên tiếng. Bố biết tên của cô ấy, nhưng con muốn xin bố nhận nuôi cô ấy, để cô ấy mang họ của chúng ta được không? Muốn làm dịu không khí ngượng ngùng. Ai ngờ những lời này càng làm cho không khí giữa hai người thêm phần kỳ lạ. Bạch Ly không hiểu, trung bình một năm Bạch Hoài Sơn về nhà chưa đến một lần, sao hôm nay lại xui xẻo đụng phải. Thường ngày cũng không liên lạc với mình, cho nên anh ta cũng không hề nói chuyện của Giang Lưu Huỳnh với ông ta. Vẫn là Bạch Hoài Sơn đứng dậy từ ghế sofa trước, từng bước tiến lại gần Giang Lưu Huỳnh, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Giang Lưu Huỳnh, Bạch Lưu Huỳnh, hay là gọi? Đến lúc này khuôn mặt người đàn ông trung niên đã rất gần cô ấy, có thể nhìn rõ đôi mắt mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa vẻ nguy hiểm. 0029, bốn con số nổ tung trong đầu Giang Lưu Huỳnh, đây là mã số mà họ đã dùng cho cô ấy suốt cả năm trời. Cô ấy muốn bỏ chạy nhưng bạch hoài sơn đã nhanh hơn một bước giơ tay lên chạm vào trán cô ấy đúng vậy bốn ngón tay khép lại ngón tay cài ấn vào thái dương của giang lưu huỳnh có vẻ như đang đo nhiệt độ của cô ấy nhưng giang lưu huỳnh lại có thể nhớ lại rõ ràng đây là động tác mà ông ta từng dùng để kìm chế đầu cô ấy không lắc cho cô ấy uống thuốc ký ức ngắn ngủi ùa về đột nhiên bị cơn đau nhói ở thái dương làm cho tỉnh lại cảm giác như có một mũi kim đâm vào đầu cô ấy nhưng khi tay bạch hoài sơn buông xuống cô ấy lại sờ thử thì không hề có gì bất thường. Chỉ nghe Bạch Hoài Sơn quay đầu nói với người đàn ông khác trong phòng khách. Bạch Ly, con bé bị sốt rồi, đi gọi bác sĩ đến. Nghe xong những điều này, phản ứng của Giang Lưu Huỳnh lần này thậm chí không phải là cứng đờ người, mà là trực tiếp ngã khụy xuống đất. Không biết là do tác động tâm lý hay là cơn đau nhói lúc nãy, cô ấy đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng gian. Còn kích thích tinh thần mà hành động của Bạch Hoài Sơn mang lại càng khiến cô ấy quỳ trên mặt đất mà run rẩy, cắn chặt răng. Đừng đồng ý, đừng đi, đừng bỏ rơi cô ấy ở đây. Mình có ảo giác không nhỉ? Sao lại có cảm giác người đàn ông này đã tiêm cái gì đó vào đầu Giang Lưu Huỳnh vậy? Hơn nữa dù có đo nhiệt độ thì cũng không cần phải dùng sức như vậy chứ. Còn cả con số đó, nghe quen quen, trực giác bảo mình người đàn ông này không đơn giản. Mình cũng vậy, mình cũng vậy, sau khi bị đâm thì đầu óc lại choáng váng, giờ đeo cái VR này khiến mình khó chịu quá, hay là tháo ra thôi, phòng khi ông già này lát nữa lại làm gì? Với Lưu Huỳnh đừng có suy diễn ở đây nữa nhà họ bạch chịu nhận nuôi giang lưu huỳnh thì cô ấy nên quỳ xuống cảm ơn mới đúng hơn nữa tiến sĩ bạch nhìn rất nho nhã làm sao có thể làm gì được các người tưởng giang lưu huỳnh là người vạn người mê sao giang tư niên hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác choáng váng trong đầu cắn răng cũng phải xem tiếp tiềm thức cũng đang nói cho ông ta biết người đàn ông này không phải người tốt đặc biệt là ý nghĩa của con số đó còn bạch hoài sơn rốt cuộc đã tiêm cái gì vào người lưu huỳnh rõ ràng lúc nãy vẫn ổn sao lại đột nhiên bị sốt lại còn muốn đuổi bạch ly đi chắc chắn có vấn đề may mắn là bạch ly không hề nghe lời ông ta mà là quay đầu bảo chú triệu đi tìm bác sĩ còn bản thân thì đi tới bế người đàn bà lên vừa đi vừa nói với bạch hoài sơn bố con dẫn cô ấy đến phòng chống để khám bệnh trước chuyện của cô ấy con sẽ nói với bố sau chưa nói xong người đã lên cầu thang bạch hoài sơn đứng nguyên tại chỗ không hề trả lời chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai người biến mất cuối cùng thở dài đúng là đã trưởng thành rồi. Đây là lần đầu tiên Bạch Ly chống đối cha mình. Vì dù anh ta có ngốc đến mấy cũng nên nhận ra Bạch Hoài Sơn không hề chấp nhận Giang Lưu Huỳnh. Theo lý mà nói, không phải là giống như lúc anh ta muốn nuôi mèo sao. Bỏ mặc là được rồi, tại sao hôm nay lại đột nhiên phản đối. Nhưng giờ Bạch Ly cũng không nghĩ được nhiều, thân thể người trong lòng anh ta càng lúc càng nóng. Thôi vậy, đợi chữa khỏi bệnh cho người ta rồi hãy đi giải thích với cha mình vậy. Được, em, một tiếng thì thầm nhẹ vang lên, bạch ly cúi đầu nhìn xuống giang lưu huỳnh toàn thân nóng đỏ yếu ớt giơ tay lên nắm lấy vạt áo anh ta khổ sở cầu xin đưa em đi bạch ly cầu xin anh em không muốn ở đây em không muốn ở đây lại đang làm gì đây bạch ly dù có kiên nhẫn đến mấy thì cũng không chịu nổi sự khiêu khích của giang lưu huỳnh nhưng đúng lúc anh ta định hỏi thì lại nhìn thấy giang lưu huỳnh liên tục lắc đầu mắt đỏ hoe có vẻ khá là đáng thương đặc biệt là thân hình mảnh mai của cô ấy thảm hại quá không biết nhà họ Giang có cho cô ấy ăn uống đầy đủ hay không nữa. Có lẽ là nghĩ quá sâu xa, những lời định nói đến bên miệng Bạch Ly lại trở thành. Sao em lại nhẹ như con mèo nhà mình thế? Không ăn cơm à? Giang Lưu Huỳnh gắng gượng mở mắt ra, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng ánh mắt cầu xin vẫn chiếm phần lớn. Chỉ tiếc là điều này không thể thay đổi suy nghĩ của Bạch Ly. Dù cô ấy có vùng vẫy thế nào cũng không chịu quay lại, cho đến khi đưa cô ấy vào phòng. Tuy có chút không nỡ buông tay khỏi cảm giác mềm mại ấm áp đó, nhưng vẫn đặt cô ấy lên chiếc giường mềm mại và giang lưu huỳnh thì ngay giây tiếp theo đã hoàn toàn bất tỉnh màn hình livestream lập tức tắt rõ ràng vừa rồi còn hoạt bát chỉ trong vài chục phút lại trở nên yếu ớt như vậy bạch ly anh có bị bệnh không con mèo à coi giang lưu huỳnh như chó nhà anh sao bạch ly cúi đầu con mèo là mèo nhưng không ai quan tâm nó là cái gì tóm lại thái độ nói chuyện tùy tiện này đã làm tức giận không ít cô gái chưa thu phục được cả bố mình lại đã đưa lưu huỳnh về rồi cũng không hỏi lưu huỳnh tại sao lại sợ bố anh phòng khi thực sự có chuyện gì thì anh không phải đang hại lưu huỳnh sao vừa rồi lại sợ bố như chó vậy chỉ biết bắt nạt lưu huỳnh hung hăng ở nhà y hệt bạn trai mình những lời chỉ trích càng lúc càng nhiều không biết hệ thống có dùng biện pháp gì không anh ta nhìn qua thì thấy tất cả mọi người đều đang mắng mình nhưng sai lầm mà anh ta gây ra anh ta đã đang cứu vãn rồi đúng không nếu không phải anh ta cứu sống giang lưu huỳnh và trích xuất ký ức của cô ấy để phát sóng trên toàn cầu thì thế gian làm sao biết được trải nghiệm của cô ấy. Không thể như vậy, họ đáng lẽ ra phải khen ngợi mình và Lưu Huỳnh đẹp đôi thế nào. Lưu Huỳnh lúc này cũng nên ở bên cạnh anh ta, đợi anh ta giành lại trái tim thuộc về cô ấy, giúp cô ấy sống lại. Hơn nữa đây là chuyện 5 năm trước, lúc đó anh ta căn bản chưa, nhận ra tình cảm của mình. Thậm chí còn muốn lợi dụng cô ấy. Nghĩ đến đây, Bạch Ly đang bị trói trên ghế lập tức ánh mắt tối sầm lại vì đoạn livestream này đã giúp anh ta nhớ lại quá khứ có lẽ chính là từ lúc này anh ta bắt đầu thương hại giang lưu huỳnh hơn cho đến khi thực sự cần cô ấy báo đáp thì anh ta lại không nỡ đưa cô ấy đi thậm chí còn đồng ý cho cô ấy đi du học nghĩ như vậy bạch ly ngẩng đầu lên nói tôi không cho rằng mình đã đối xử tệ với cô ấy thậm chí còn chống đối cha mình nhưng cô ấy vẫn muốn đi rõ ràng đã nói rõ rồi đúng không ở lại nhà họ bạch trở thành người một nhà với tôi nhưng cô ấy thì sao việc đã rồi lại đổi ý tôi đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội sự kiên nhẫn của tôi cũng bị hao mòn tôi cũng sẽ mệt mỏi cũng sẽ buồn huống chi ai lại vô cớ bao dung một người người không họ hàng gì với mình đúng lúc này bạch ly nói đến đây thì đầu đau như búa bổ suýt nữa thì mọi thứ đều bật ra đồng thời anh ta đột nhiên lại nhớ đến lúc trước gia đình giang tư niên cũng bảo chữa cho mình như vậy lúc đó họ bị anh ta trói trên ghế còn anh ta thì ngồi đối diện khinh thường nhìn họ chỉ là giờ đây vị trí đã đổi chỗ những người đang khinh thường nhìn mình chính là hàng tỷ người xem trước màn hình trong đó cũng có giang tư niên và những người khác lưu huỳnh cũng đang trừng phạt anh ta sao vì lúc nãy bạch ly nói quá nhanh dù sau đó đã sửa lời nhưng vẫn để lộ ra phần nào sự thật lúc này những cư dân mạng vừa rồi còn quả quyết bạch ly thực lòng tốt với giang lưu huỳnh đều ngây người ra không có lý do gì lại tốt với một người xa lạ tốt điều này có nghĩa là anh ta có mục đích hành động tự vạch trần này những bình luận ủng hộ anh ta dần dần vắng lặng ghê tởm. Rõ ràng là cô ấy đã cứu anh và Giang Diễm, anh đã che giấu sự thật trong thời gian dài cũng được. Nhưng anh lại còn hãm hại cô ấy, rồi giả vờ giúp đỡ cô ấy, hy vọng đổi lại sự trung thành của cô ấy để lợi dụng cô ấy. Tầng trên bạn nói đúng rồi, ngay từ khi anh ta thờ ơ, đứng ngoài cuộc thì mình đã nghi ngờ người đàn ông này rồi. Kết quả vẫn có rất nhiều fan trung thành của anh ta, cho đến khi anh ta thuê người theo dõi Giang Lưu Huỳnh và một lần nữa phớt lờ nguy hiểm của cô ấy, mình thực sự trực tiếp trở thành anti-fan. Phía này đang cãi nhau ầm ĩ, ngược lại Giang Vãn Vãn trong khách sạn lại thoải mái hơn nhiều. Phải nói Vương Tuyền thực sự có chút năng lực, chỉ trong một ngày đã gom đủ số tiền đó. Ha ha ha, có 50 triệu này rồi, dù tất cả mọi người đều ghét mình thì sao chứ? Bọn dân thường hèn mọn vẫn sẽ nịnh bợ mình như trước, hừ, chai rượu tồi này tiểu thư muốn ném thì cứ ném. Giang Vãn Vãn nói xong liền đá chai rượu bên cạnh xuống đất, trên mặt đã đỏ bừng. Nhưng cô ta thực sự sẽ vì 50 triệu mà tiêu xài hoang phí như vậy sao? Rõ ràng là không thể nào, cô ta là người luôn mơ ước chiếm được toàn bộ giang thị mà, làm sao chỉ cần 50 triệu là có thể dập tắt được chứ. Chỉ thấy cô ta đặt chân lên ghế sofa, rồi dùng tay cầm sushi cao cấp trên bàn cho vào miệng, lầm bầm. Đợi mình tiêu hết rồi, lại tìm con đàn bà chớt tiệt đó để đòi. Ờ, muốn trách thì cứ trách cô ta, đánh giá sai rồi, mình thông minh hơn giang diễm nhiều. Đúng lúc cô ta đang hưởng thụ mọi thứ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập Chào cô, tôi là người đến giao rượu nghe giọng nói tiếng chung có chút giọng điệu lạ không biết có phải say rượu không giang vãn vãn đột nhiên thấy lòng mình vui vẻ cô ta lắc lư đi đến mở cửa nhưng khuôn mặt người đến làm cô ta hơi thất vọng nhìn từ trên xuống dưới thân hình này khá tốt chắc chắn rất đầy đặn giang vãn vãn không kịp chờ đợi liền với tay định tháo khẩu trang của người đó xuống nhưng người đến lại né tránh này tháo khẩu trang ra cho tiểu thư xem xem nếu hài lòng thì sẽ có phần thưởng hậu hĩnh nói xong cô ta lại định với tay nhưng lần này người đàn ông lại trực tiếp dùng một tay vặn cổ tay Giang Vãn Vãn gần 360 độ. Lập tức cả tầng vang lên tiếng hét thảm thiết. A a a con, con đi. Các nhanh chóng đập vỡ chai rượu trên tay kia, che giấu tiếng động rồi bịt miệng cô ta, kéo cô ta vào phòng. Không nói một lời nào, trực tiếp rút con dao găm ở eo ra, đưa đến cổ Giang Vãn Vãn. Lúc này Giang Vãn Vãn đã khóc sướt mướt, rượu tỉnh hẳn rồi, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào đầu dao sắc bén đúng lúc các chuẩn bị nhẹ nhàng rạch một nhát để giải quyết cô ta thì cộc 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 mở cửa đây là cảnh sát dưới sự chỉ trích dữ dội màn hình đột nhiên lại sáng lên mọi người đều tưởng rằng thời gian đã tua nhanh nhưng trên thực tế giang lưu huỳnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người lại là lúc cô ấy 13 tuổi sao lại quay ngược thời gian thế này chứ hơn nữa lúc này cô ấy toàn thân trần chuồng hai mắt nhắm chặt bị nhốt trong một cái bình thủy tinh cao 2 mét nổi lơ lửng trong chất lỏng trong suốt tứ chi được cắm đầy ống dẫn trên mặt cũng đeo mặt nạ được kết nối với máy thở may mắn là mái tóc đen dài đến mắt cá chân che khuất những bộ phận quan trọng trên đời này không thiếu những kẻ ác độc ví dụ như bây giờ sao không cạo chọc tóc đi che khuất như vậy thì không nhìn thấy gì cả trời xinh xinh đẹp như vậy mà lại không cho xem thật đáng tiếc như những người tốt bụng vẫn chiếm đa số điên cuồng mắng anh ta đáng lẽ ra nên đưa những người như các người đi làm thí nghiệm cạo chọc tóc nhổ răng cắt bỏ cả bộ phận sinh dục càng tốt khỏi để cái não chứa đầy phần nữa. Hu 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 Lưu Huỳnh đáng thương quá, nằm ở nơi chật hẹp như vậy, còn bị cắm ống dẫn, không biết là để làm gì. Tại sao cô ấy đang nhắm mắt, nhưng livestream vẫn đang phát? Camera giám sát có thể kết nối vào cả phòng thí nghiệm sao? Không ai biết. Nhìn cô gái đang ngủ say, tim Bạch Ly thắt lại, lúc này anh ta dường như đã kết nối được với cảm xúc của Giang Lưu Huỳnh. Hoảng loạn, sợ hãi, buồn bã, tuyệt vọng. Những cảm xúc tiêu cực kéo anh ta xuống vực sâu, đột nhiên có một ham muốn tự sát mãnh liệt nhưng nhìn quanh sàn nhà màu xám lúc đầu anh ta còn tưởng là sàn bê tông trong nhà máy nhìn kỹ lại rất trơn tru không hề gồ ghề xung quanh thì tối đen như mực thậm chí còn không nhìn thấy cả đường nét chỉ có ánh đèn chói lóa ở trên đỉnh đầu và ánh sáng yếu ớt trên màn hình đây rốt cuộc là ở đâu và đúng lúc này thần kinh anh ta đột nhiên giật mình sự thay đổi trên cơ thể rất rõ ràng nhưng anh ta biết rõ không phải là vấn đề của mình mà là giang lưu huỳnh bạch ly khó khăn thở dốc ngẩng đầu nhìn về phía màn hình chỉ thấy mí mắt cô ấy đột nhiên mở ra có thể thấy cô ấy không có sức lực nên chỉ mở được một nửa nhưng vẫn có thể thấy đồng tử của cô ấy co lại giang lưu huỳnh nỗi sợ hãi hiện tại đã đạt đến đỉnh điểm mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc ánh mắt đau buồn vì họ biết đây không phải là truyền hình không phải là phim ảnh mà là sự thật tồn tại hóa ra thế giới tươi đẹp mà họ vẫn luôn tin tưởng lại có mặt trái đen tối như vậy Đúng lúc này, màn hình nhỏ trong livestream đột nhiên truyền đến một giọng nói khác. "Ư, ư ư." Chỉ thấy Bạch Ly đột nhiên ngả người ra sau, mặt hướng lên trời, giọng nói phát ra từ cổ họng giống như tiếng rên rỉ cuối cùng của người sắp chết. Lý do là anh ta bị ngạt thở đến 5 phút, dù cố gắng thế nào cũng không thể hít thở được. Mặt anh ta đỏ bừng, cuối cùng dần dần chuyển sang màu tím. Đây chính là những gì Giang Lưu Huỳnh đang phải chịu, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt nạ của cô ấy đang liên tục phả ra những bong bóng oxy. Cô ấy đang từ bỏ việc thở. Cho đến khi cô ấy mở mắt ra mới giảm bớt, hít thở nhỏ nhẹ. Cô ấy rốt cuộc đã nhìn thấy điều gì mà lại như vậy? Nỗi sợ hãi trong mắt cô ấy còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi cái chết. Còn nhân vật xuất hiện tiếp theo trên màn hình, Bạch Ly càng không thể nào ngờ tới, biểu cảm ngoài đau đớn thể xác thì chính là sự kinh ngạc. Những người khác cũng vậy. "Bạch, tiến sĩ Bạch bố của Bạch Ly tên gì nhỉ? Sao ông ta lại mặc áo blue trắng đến đây? Bác sĩ, bác sĩ khám bệnh cho Giang Lưu Huỳnh?" Tầng trên bạn có bị bệnh không vậy, bạn vừa gọi là tiến sĩ lại gọi là bác sĩ, giả ngơ. Câu trả lời hiện ra ngay trước mắt, còn hành động tiếp theo của Bạch Hoài Sơn càng chứng minh ông ta là kẻ xấu. 0029, hôm nay biểu hiện rất tốt, tất cả các dữ liệu đều rất hoàn hảo. Ông ta tùy tiện ấn vài nút, chỉ thấy chất lỏng bắt đầu hạ xuống nhanh chóng, những ống dẫn trên người Giang Lưu Huỳnh cũng tự động nới lỏng, thu lại. Còn máy thở trên miệng cô ấy cũng dầm một tiếng, được tháo ra thân thể giang lưu huỳnh chạm đất thì lập tức co rúm lại đúng lúc mọi người nghĩ mọi chuyện cứ thế kết thúc đều thở phào nhẹ nhõm hình như cũng không có gì tàn ác lắm nhỉ chỉ bị ngâm trong nước thôi mà lại có thể có được năng lực mạnh mẽ như vậy là mình thì mình cũng cười a còng và câu chữ bị nhập ở đây đột nhiên dừng lại trở thành mã lỗi thì ra là người đang đánh máy đột nhiên bị một dòng điện mạnh chạy qua cơ thể lập tức nằm sấp trên bàn phím mà giật giật rồi lại trở thành tiếng hét a a a cú điện giật làm cho đầu óc anh ta tỉnh táo chưa từng có, vô thức liền cảm thấy livestream đang trả thù những lời lẽ của mình. Lập tức ôm đầu cầu xin với camera trên máy tính, tôi sai rồi tôi sai rồi, cầu xin các người à à cũng không biết đã qua bao lâu thì cảm giác bị điện giật mới hoàn toàn biến mất. Người đàn ông béo mập xấu xí đã đau đến mức đầu đầy dầu, trên bàn phím toàn là nước bọt rơi xuống vì giật giật. Trang váng, cho đến khi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Giang Lưu Huỳnh trên màn hình cũng bị điện giật, đang run rẩy dựa vào thành bình. Chu Cương Liệt lấy lại sức mạnh, điều đầu tiên làm là chửi bới. Thật, thật là gặp ma rồi, rõ ràng là tôi cũng không mua loại VR đồ ngu ngốc mới mua, sao lại có thể có cảm giác giống với Giang Lưu Huỳnh được, lại còn là loại điện giật vô lý này, đau chết tôi rồi. Chẳng lẽ, tai nghe của tôi đúng lúc này bị dò điện, ừ, sướng, lại được một lần miễn phí, xem tôi không vật lông những cửa hàng đó. Tôi đã bỏ ra 9 đồng 9 xu để mua tai nghe Bluetooth, lại dùng loại đồ tồi này để qua mặt tôi. Nhưng đúng lúc anh ta định mở điện thoại tìm liên kết hoàn tiền thì lại phát hiện, không chỉ mình anh ta cảm nhận được dòng điện. Rất nhiều người trên bình luận đều nói họ cũng cảm nhận được dòng điện mạnh yếu khác nhau. Tên béo mập lập tức chát một tiếng. Hiển thị vẻ mặt khinh thường, thì ra không chỉ mình anh ta cảm nhận được, sợ đến mức anh ta còn tưởng là. Thôi đi, không thể nào bị điện giật mà không được gì, ngón cái vẫn vô thức ấn vào nút hoàn tiền, lý do nhập liệu cũng là tiếp tục nói dối trắng trợn. Nhìn tác phẩm hoàn hảo 800 chữ của mình, cùng với lý do đòi bồi thường, Chu Cương Liệt nhanh chóng bấm gửi, nhưng lại nhận được: Ông Chu Cương Liệt, ông đã bị đưa vào danh sách đen mua sắm online, trong vòng 50 năm không thể sử dụng dịch vụ mua sắm online, vui lòng đến cửa hàng mua và bảo hành. Cái gì đây là bắt một người đã ở nhà 30 năm phải đến cửa hàng mua đồ? Kháng nghị, nhất định phải kháng nghị, nhưng anh ta đột nhiên phát hiện thông tin cá nhân của mình đã bị toàn mạng phong tỏa, không có bất kỳ nền tảng nào nhận cuộc gọi của anh ta đều tại cái livestream chớt tiệt này à à à. Sớm biết thế thì đã không bấm hoàn tiền rồi. Chu Cương liệt vội vàng viết tiếp. Tôi muốn tố cáo livestream đã đánh cắp thông tin cá nhân của khán giả để làm điều xấu. Trước kia nền tảng mua sắm online của tôi vẫn tốt. Kết quả hôm nay đột nhiên không rõ lý do nào lại đưa tôi vào danh sách đen. Còn dùng điện giật tôi nữa. Mau tắt cái livestream tồi này đi. Bấm gửi xong. Giây tiếp theo Chu Cương liệt nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Ông bị nghi ngờ vu khống trên mạng, lừa đảo trên mạng và bị nhiều ngân hàng tố cáo mất tín nhiệm, hiện đang bị liệt vào danh sách truy nã cấp A, mau đến đồn cảnh sát tự thú, thành khẩn khai báo. Nhưng câu nói của anh ta vẫn bị rất nhiều người nhìn thấy, không ít người nghi ngờ. Livestream này sẽ không thực sự tiết lộ thông tin cá nhân chứ, giống như Hoàng Ái Kỳ và những người khác, địa chỉ nhà đều bị phơi bày rồi. Họ là tự làm tự chịu thôi đúng không? Anh cũng không làm điều xấu thì anh lo lắng cái gì? Bóc phốt thông tin của anh được gì chứ? He he, không thể nói như vậy được đâu sao mình là người bình thường thì lại không phải là người xâm phạm quyền riêng tư là phạm pháp bạch ly mau trả lời tôi đi livestream sẽ không xâm nhập vào điện thoại của tôi chứ nếu không thì tôi sẽ không mm tôi sẽ dùng tv của nhà ông hàng xóm xem vậy nhưng không đợi được lời giải thích của bạch ly quả bóng đã lên tiếng để cho mọi người trước màn hình dù không có vr cũng có thể nhập vai tốt hơn chúng tôi đã ngẫu nhiên sử dụng sóng âm ở mức độ khác nhau để tạo ra sự đồng cảm cùng nhau cảm nhận niềm vui nỗi buồn của nhân vật chính con về lời nói của ID Chu Heo Heo hoàn toàn là bịa đặt, phía chúng tôi đã báo cảnh sát, câu trả lời của cơ quan công an đã được đăng trên bài đăng trên đầu trang Weibo, mọi người tự xem nhé. Tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói này từ loa. Cho nên nói không phải livestream có vấn đề, họ không hề đánh cắp thông tin người dùng. Trái lại là những người không có VR đã nâng cấp cảm giác, nhưng mức độ lại là ngẫu nhiên. Hu 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 không cần phải chu đáo như vậy đâu, vì đau, quá đau rồi. Nhưng mà, những chuyện này vẫn là chuyện nhỏ điều quan trọng nhất là giang lưu huỳnh trong màn hình lại bị điện giật tại sao tên này không phải vừa mới khen cô ấy biểu hiện rất tốt sao không nghĩ được nhiều rất nhiều người đột nhiên cảm thấy trên cơ thể lại xuất hiện một lực lượng mạnh hơn dường như có thể mang đi linh hồn của họ vậy ư ừ, giang lưu huỳnh cuối cùng cũng không chịu nổi cơn đau mà rên rỉ một tiếng cũng vào lúc này bạch hoài sơn ngừng cung cấp điện khoanh tay trước ngực vẻ mặt không cảm xúc từ từ nói đúng là em không ngoan chút nào nhỉ hiếm lắm mới lại gần thành công thêm một bước em có biết điều này sẽ hủy hoại tâm huyết của tôi không? Đừng nghĩ đến chuyện chết, nếu không thì lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Cùng với lời cảnh cáo cuối cùng, Giang Lưu Huỳnh co do lại trong bình, sợ đến nỗi thân thể vẫn đang run rẩy. Nhưng việc đầu tiên lấy lại được sức mạnh là cố gắng hết sức di chuyển về phía sau, dường như muốn hòa mình vào trong thủy tinh. Còn dám trốn. Bạch Hoài Sơn cười nhạt một tiếng, bắt cô ấy chỉ đơn giản như bắt cá trong chậu, chẳng qua là ấn một cái nút. Cái bình thủy tinh hình trụ đột nhiên nâng lên, chưa đến 3 giây đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, được lắp vào trần nhà. Giang Lưu Huỳnh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nơi dựa dẫm duy nhất của mình rời xa cô ấy. Rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại một cái bệ tròn, còn cô ấy thì không mặc gì, quỳ gối, hai tay ôm lấy ngực, ôm lấy chân. Thậm chí cả giọng nói cũng đang run rẩy. "Em, em ngoan, Tiến sĩ Bạch, không, đừng, đến đây, em ngoan, ngoan ngoãn phối hợp." Nhìn thấy cảnh này mọi người lại không nhịn được, "Mau chạy đi!" đừng có dấu thân hình nhỏ bé đó nữa mau chạy đi đồ nhát gan sao lại giống như quả hồng mềm vậy chỉ cần hai câu nói thôi đã khiến em sợ như vậy rồi có gan thì em cứ đứng dậy đánh nhau với ông ta đi dù sao em cũng đã được cải tạo rồi đúng không còn đánh không lại một người bình thường à giang tư niên cũng có nghi ngờ như vậy lưu huỳnh đã được cải tạo theo lý mà nói thì cô ấy phải rất mạnh mẽ chứ dù sức lực không đủ nhưng thính lực thị lực và sự thông minh của cô ấy Sao không tìm cơ hội để trốn thoát, sao lại chỉ biết trốn tránh? Nếu như chạy đi sớm hơn, còn phần sau Giang Tư Niên cũng chỉ có thể tưởng tượng sơ qua thôi. Ông ta cũng biết thời gian không thể quay lại, không thể đặt hết hy vọng lên một cô gái 13 tuổi, hy vọng cô ấy tự mình trốn thoát, còn những người thân của cô ấy thì lại không làm gì cả. Tất cả đều là lỗi của chúng ta, chúng ta có lỗi với em gái. Giang Tư Niên nói đến đây thì cúi đầu xuống vì xấu hổ, không dám nhìn những gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa giang thành vũ đã khó chịu đến mức không biết phải trả lời thế nào trước tiên là cảm giác nghẹt thở không rõ nguyên nhân rồi lại là điện giật anh ta còn tưởng mình sắp chịu không nổi rồi đúng lúc này tim lại đập mạnh mẽ anh ta còn tưởng mình bị làm sao đó nữa khụ 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 ý nghĩ này vừa lóe lên thì anh ta bị chính nước bọt của mình làm cho sặc thấy anh trai bên cạnh không hề để ý đến mình thì anh ta đành im lặng tiếp tục nhìn cô em gái đáng thương trên màn hình tim anh ta làm sao không đau chứ thậm chí còn có cảm giác tim anh ta là vì Giang Lưu Huỳnh mà đập, khôn ngoan rồi à, biết không được vượt qua chỗ này rồi à. Bạch Hoài Sơn cuối cùng vẫn chìa tay về phía cô ấy, bóp chặt cổ cô ấy rồi kéo ra ngoài. Rõ ràng là cố ý. Con chip được tiêm vào cổ Giang Lưu Huỳnh khi vượt qua vạch đỏ lại một lần nữa tạo ra dòng điện lan khắp cơ thể cô ấy. Lập tức, tất cả mọi người ngoài màn hình đều cảm nhận được, đặc biệt là những cư dân mạng vừa rồi còn chế giễu cô ấy nhát gan. Lúc này giống như những con cá mắc cạn mà giật giật trên bàn phím thậm chí còn không có sức lực để đánh chữ nữa. Hóa ra đây là lý do tại sao cô ấy không chạy khỏi bệ tròn ngay lập tức. A a a, cô cách xa bệ tròn càng lúc càng xa, Giang Lưu Huỳnh cảm thấy cơn đau từ dòng điện bình thường chuyển thành cơn đau rát đến tận xương tủy. Thậm chí còn không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Em, em sai, không nên, không, tự sát, hu hu hu, đau quá. Có lẽ vì lo lắng vật thí nghiệm bị thiêu cháy, Bạch Hoài Sơn cuối cùng đã ném cô ấy trở lại, rồi kiêu ngạo nói Em biết em là do tôi bỏ tiền ra mua đúng không? Nếu như vậy thì mạng em đã thuộc về tôi rồi. Muốn chết. Mạng của em chỉ do tôi quyết định hiểu chưa? Dù sao em cũng là tâm huyết của tôi cả năm trời. Là vật thí nghiệm độc nhất vô nhị, hoàn hảo nhất của tôi. Ngoan ngoãn nghe lời, tôi cũng sẽ không bạc đại em. Cho nên, Giang Lưu Huỳnh vừa rồi muốn tự sát. Không trách, không trách lúc nãy họ lại cảm thấy khó thở, tức ngực. Cô ấy muốn từ bỏ việc hít thở oxy để tự mình chất ngạt. Tất cả đều là do Bạch Hoài Sơn gây ra, ông ta là người của phòng thí nghiệm, hoặc nói đúng hơn ông ta mới là người chủ mưu. Mua Giang Lưu Huỳnh từ tay bọn buôn người, rồi dùng cô ấy làm thí nghiệm, cô ấy không nghe lời thì lại điện giật cô ấy. Suốt cả năm trời đều sống trong sự tra tấn tàn bạo như vậy, so với sự tra tấn của bọn buôn người thì còn tàn bạo hơn. Họ thậm chí không dám tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, Giang Lưu Huỳnh 18 tuổi. 5 năm sau, tưởng chừng như đã thoát khỏi móng vuốt của những người trong phòng thí nghiệm. Kết quả lại gặp phải kẻ đã tra tấn mình trong nhà của người mà mình vừa mới tin tưởng, huống chi người đã giúp cô ấy và kẻ đã làm hại cô ấy lại có quan hệ cha con. Có điều gì còn tuyệt vọng hơn thế nữa? Đối với những người bình thường như họ, nhận thức như vậy làm sao không khiến người ta liên tưởng đến việc gia tộc Bạch mấy năm nay luôn thuận bùm xuôi gió, thăng quan tiến chức, từ một gia đình bình thường được người ta ngưỡng mộ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học được mọi người kính trọng. Chẳng lẽ máy trích xuất ký ức của Bạch Thị cũng được làm ra từ những thí nghiệm này sao? Trời ơi! Phỏng đoán của một vài cư dân mạng lúc bắt đầu livestream sẽ không thành sự thật chứ. Giang Lưu Huỳnh thực ra chính là vật thí nghiệm của livestream ký ức, rất có thể đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp khi bị trích xuất ký ức. Chẳng lẽ, 9 năm trước thuốc trị thương hiệu quả do Bạch Thị tung ra, mỗi liều thuốc giá hàng chục triệu, dù là bỏng, vết cắt, mọi loại vết thương ngoài ra đều có thể trị khỏi, không để lại một vết sẹo nào, cũng được thử nghiệm trên người Giang Lưu Huỳnh sao? Đúng rồi, tập đoàn Bạch Thị, hừ Tôi còn tưởng họ là những nhà tư bản lương thiện, không ngờ lại làm thí nghiệm trên người, thuốc trị thương đắt đỏ, cuối cùng người bị thương chỉ có lưu huỳnh, thậm chí còn có thể có nhiều nạn nhân khác. Lúc này tất cả mọi người đều khó mà không nghĩ theo hướng xấu. Ví dụ tại sao Giang Lưu Huỳnh từ đầu đến cuối đều không lộ mặt, có phải là đã bị hủy dung rồi không? Ví dụ tại sao Giang Lưu Huỳnh lại trở thành người yêu chưa cưới với con trai của kẻ đã làm hại mình, có phải là bị đe dọa không? Chí tưởng tượng của con người là vô hạn cũng có người đoán Giang Lưu Huỳnh có lẽ đã chết rồi, trong quá trình trích xuất ký ức đã đau đến chết. Rồi tạo ra oán niệm lớn, trở thành một con ma oán, linh hồn dựa vào cỗ máy này, phơi bày tất cả những bí mật mà gia tộc Bạch giấu kín không thể để lộ ra ánh sáng. Vì mắt Bạch Ly đã trợn to đến mức tối đa, lòng trắng mắt đầy máu, biểu cảm càng khó tin nhìn vào màn hình. Bọn ngu ngốc trong bình luận đừng có bênh vực Bạch Ly nữa, anh ta có biểu cảm này chỉ chứng minh anh ta hoàn toàn không biết chuyện này, cũng không phải cố ý phát đoạn này vì không phải anh ta phát đúng vậy bạch ly thực sự không biết chuyện này trong đầu chỉ toàn tự hỏi bố anh ta rốt cuộc đang nói gì vậy lại tại sao lại có ánh mắt đầy tham lam đen tối khiến người ta ghê tởm như vậy đó là người bố hiền lành tình cảm nhạt nhẽo nhà khoa học đáng kính bạch hoài sơn trong ấn tượng của anh ta sao không phải ông ấy không phải như vậy dù quan hệ giữa hai người đã sớm như người dưng nhưng lúc này anh ta vẫn không nhịn được muốn biện hộ cho ông ta nhưng cổ họng lại không nói ra được gì nữa vì anh ta không tìm ra được một lý do một lý do chứng minh rằng bố anh ta không phải là người như vậy trái lại điều này cũng giải thích tại sao giang lưu huỳnh lại run rẩy khi nhìn thấy bạch hoài sơn thậm chí còn hạ thấp thân phận để cầu xin mình đưa cô ấy đi còn anh ta thì sao anh ta lại đã làm gì ký ức của bạch ly ùa về anh ta trước tiên ngẩn người ra dường như không thể tin được nhưng ký ức về đoạn đó lại càng lúc càng rõ ràng sau đó không thể khống chế được mà lẩm bẩm không tôi sao tôi có thể không hề hỏi rõ ràng đã để cô ấy ở lại đó anh ta nhớ lại rồi đều nhớ lại rồi để trừng phạt việc giang lưu huỳnh đổi ý ba ngày sau anh ta lại để cô ấy ở nhà một mình một mình bạch hoài sơn sẽ làm gì với cô ấy bạch ly cảm thấy nếu cứ nghĩ tiếp thì mình sắp phát điên rồi anh ta căn bản không thể chấp nhận sự thật này dù là cái nào là trong suốt thời gian qua bố anh ta vẫn luôn bận rộn Công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chính là làm thí nghiệm trên người. Là anh ta đã để Giang Lưu Huỳnh một mình, ở cùng với tên điên đã làm hại cô ấy suốt ba ngày trời. Cuối cùng, anh ta đột nhiên lại nghĩ đến người đã đưa Giang Lưu Huỳnh đi có phải là Bạch Hoài Sơn không. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị anh ta bác bỏ, vì Bạch Hoài Sơn đã bị liệt nửa người, bị anh ta đưa đến viện dưỡng lão rồi, vậy thì chỉ còn lại họ. Những người trong phòng thí nghiệm bí mật đó. Ý nghĩ này khiến tim Bạch Ly đột ngột đập mạnh, một cơn lạnh lẽo từ xương sống dâng lên, càng thêm tuyệt vọng. Không phải, không phải, tôi đã quản lý Bạch Thị lâu như vậy, chưa từng nghe nói đến những chuyện này. Chắc chắn đã bị giải tán rồi, cô ấy nhất định vẫn ổn, tôi phải đi tìm cô ấy về. Chỉ cần hỏi chú Triệu, hoặc là trợ lý trước kia của Bạch Hoài Sơn, tìm được căn cứ thí nghiệm này thì không sao rồi. Việc tưởng tượng thì rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc, sợi dây thừng trói chặt trên người anh ta chính là bằng chứng tốt nhất dù anh ta có tìm được nhiều cách để tìm phòng thí nghiệm đến mấy thì cũng phải thoát khỏi tình cảnh hiện tại đã